Các bác lên mã giúp cho em con này nó sẽ là bật lửa tre nhé. Con này thì rất dễ sử dụng thôi. Các bác chỉ cần là trước khi mà muốn lửa nó lên ấy là các bác sạc đầy pin cho em nhé. Sạc đầy pin thì nó là nguyên tắc rồi. Tại vì là nó chạy bằng pin nhá. Đấy, và khi các bác dùng thì các bác chỉ cần là thổi nhẹ vào này thôi. Đấy, các bác chỉ cần thổi hơi vào là nó sẽ lên lửa các bác này. Đấy, còn khi tắt thì các bác chỉ cần đậy nắp vào này là nó sẽ tắt này. Đấy, còn các bác là thổi hơi vào nó sẽ lên lửa nhá. Đây em thổi lại cho bác xem này. Đấy. Các bác chỉ cần thổi nhẹ cái là nó đã lên lửa rồi các bác này. Đấy, lên lửa đỏ chói rồi này. Còn khi tắt thì các bác cứ đậy nắp vào này nó sẽ tắt này. Đậy nắp vào này nó sẽ tắt nhá. Đấy. Còn các bác muốn lên lửa thì các bác chỉ cần thổi hơi này. Đấy, thổi hơi này là nó sẽ lên lửa luôn thì rất là tiện. Các bác không cần phải động tay, động chân gì cả, rất là tiện luôn nhá. Đấy, nó sẽ là như một cây tre luôn, hô biến được luôn nhá. Đó. Thì lên mã giúp cho em đó là bật lửa tre. Con này thì giá chỉ có cho các bác là 70.000 cho một cái bật lửa tre như này thôi. Lên cho em là bật lửa tre nhá, nó hình cây tre như này. Hình cái tre này rất là tiện luôn. Thổi này. Đấy, các bác chỉ cần thổi nhẹ mà đúng là nó sẽ lên lửa đây con này. Đấy, còn khi tắt đi thì các bác cứ đậy nắp vào này là nó sẽ tự nó tắt. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 70.000. Thì các bác có thể dùng để mình hút thuốc lá này. Đấy, con này thì các bác có thể dùng để đeo và móc khóa được luôn. Nó rất là tiện nhá. Đấy, đeo và móc khóa một cái rất là tiện. Và đít sạc thì ở đây. Đấy, nó sẽ có một cái dây đeo như này cho các bác đeo và móc khóa. Rất là tiện. Lên mã giúp cho em đó là bật lửa tre nhá. Bật lửa tre. Giá thì sẽ là đây, nó sẽ có kèm cho các bác một cái cáp sạc như này. Về nhà mà các bác cắm cái cục sạc điện thoại cho mình thôi. Bật lửa tre. Giá của nó sẽ là 70k cái bật lửa tre như này. Đây em sẽ có cái video đây các bác này. Đấy. Đấy, các bác chỉ cần hơi thổi nhẹ mà nó lên thôi. Đấy. Đấy, các bác thấy chưa? Rất tiện luôn nhá. Đấy, các bác cùng dùng nữa mình đậy nắp vào cho em. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác một cái dòng sản phẩm đó là cái bật lửa la bàn nhá. Đấy. Đồng hồ la bàn. Đấy, cái này thì vừa là đồng hồ, vừa la bàn, vừa là bật lửa luôn. Đấy, thì các bác lên mã giúp cho em đó là đồng hồ la bàn nhá. Đấy, đồng hồ la bàn như này. Đấy, bật lửa la bàn này các bác nhá. Cả bật lửa, cả đồng hồ, cả la bàn luôn. Đây, con này thì đấy. Về nhà các bác bơm ga vào cho em nhá. Bơm ga vào. Đó. Về nhà các bác bơm ga vào cho em là xong. Đây. Đó, sẽ có cho các bác là một cái đồng hồ này, đồng hồ đang chạy bình thường này. Đó, một cái la bàn này. Đấy, rồi chức năng bật lửa này, bật lửa lên nó sẽ có đèn luôn này. Có tính năng khui bia này. Đấy, khui bia rồi mở nắp chai đầy đủ nhá. Đấy, có dây như này cho các bác này. Con này thì các bác lên cho em đó là bật lửa la bàn nhá. Đấy, bật lửa la bàn. Giá thì sẽ là 120.000. Đấy. 120.000 cái bật lửa la bàn như này. Đấy. Bật lửa la bàn nhá. Đó. Bật lửa la bàn. La bàn hoặc là đồng hồ la bàn được. Giá sẽ là 120k nhá. 120.000 thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái xi đánh giày thì nó sẽ có màu đen và màu nâu nhá, màu đen và màu nâu. Đó, bên shop có hai màu, màu đen và màu nâu. Các bác muốn lấy màu nào thì lấy. Đó. Thì đây nó sẽ là một cái lọ xi như này. Giá thì chỉ có 30 cành cho một lọ xi như này thôi. Đấy, 30 cành nhá. Về nhà các bác xoáy này cho em này. Đấy, ở đây thì nó sẽ có cho các bác một cái nắp kèm thêm là một cái miếng mút như này, các bác chấm một cái phần xi này cho em. Đó, sau đó thì mình đánh vào giày của mình. Đấy, cái này thì tiện dụng này. Đấy, bóng đẹp này. Nói chung là dùng con này thì rất là tiện ích. Giá thì chỉ có 30k thôi. Nên mã giúp cho em là xi đánh giày nhá. Giá sẽ là 30k cho một hũ như này. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác một cái sản phẩm, nó là cái con dao các bác này. Đấy đây. Nó sẽ là một con dao như này. Đấy, một con dao như này rất là tiện ích luôn. Nên mã giúp cho em đó là dao vân gỗ nhá. Dao vân gỗ. Con này thì đợt này về cho các bác giá tốt luôn, chỉ còn 120.000 cho một con dao vân gỗ như này thôi. 120.000 cho con dao vân gỗ như này. Hàng made in Japan nhá, hàng made in Japan này. Khâu đầu khâu đuôi rất là đẹp các bạn này. Đây. Hàng thì siêu bén luôn các bạn này. Đấy. Dao thì độ bén này khỏi phải bàn này các bạn này. Đấy. Độ bén này khỏi phải bàn rồi. Rất bén các bạn nhá. Đấy, rất bén luôn các bạn theo. Đấy, rất là bén luôn. Thì con này dùng nó rất là tiện ích các bạn nhá. Đó, đây các bạn này. Rất bén luôn các bạn theo, rất bén luôn. Đấy. Giá thì chỉ có cho các bác là 120.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là dao vân gỗ nhá. Dao vân gỗ, giá sẽ là 120k. Đó. Lên mã giúp cho em là dao vân gỗ 120.000. Đây. Đấy, dao vân gỗ này. Dao vân gỗ, dao vân gỗ. Giá sẽ là 120k cho cái dao vân gỗ như này. 120.000 cho con dao vân gỗ nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái máy sấy giày các bác nhá. Máy sấy giày. Con này thì giá sẽ là 100 cái máy sấy giày này bao nhiêu nhỉ? 195.000 cho cái máy sấy giày như này các bác nhá. Đấy. Về nhà thì các bác cắm trực tiếp điện 220 cho em. Đấy, cắm trực tiếp điện 220 như này. Các bác chụp giày vào đây hoặc là mũ nón hoặc là các cái đồ mà nó ấy. Còn khi cái công tác này là nó có sẽ có cho các bác là 30 phút và 90 phút nhá. Đấy, 30 phút 90 phút như này. Và nó sẽ có dơ le nó tự ngắt cho các bác luôn, rất là tiện.
195k trong con máy sấy giày như này các bạn này. Đây. Đấy, công suất của nó sẽ là 50Hz này, 220V nhá. Đấy, 220V. Rất là tiện cho các bác sử dụng luôn. Đấy. Có cho các bác là 30 phút, 60 phút, 90 phút và 120 phút. Các bác nâng cái này lên, xỏ giày, xỏ dép vào đây. Đấy, sau đó thì mình bật lên là xong. Đấy, rất là tiện ích luôn. Lên mã giúp cho em đó là máy sấy giày. Giá sẽ là lên cho em là máy sấy giày nhá. Đó, máy sấy giày này. Máy sấy giày giá sẽ là 195k. 195k cho con máy sấy giày như này các bác nhá. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái các bác lên cho em là cưa dây nhá. Cái này thì các bác dùng để mình cưa ống nước rồi nói chung là cưa đa di năng được hết này. Đấy. Giá chỉ có 30k thôi. Đấy, khi các bác dở ra thì nó khá là dài luôn. Đặc biệt là bác nào làm thợ điện nước này hoặc cưa cây cưa cối đều ok hết. Đấy, nó sẽ là như này. Thì các bác lên cho em là cưa dây xích nhá, cưa dây xích này. Đấy, nó sẽ là hàng dây xích như này. Chiều dài của nó vào khoảng 50cm thì các bác dùng để cưa nó rất là tiện. Đây. Đấy, lên cho em là cưa dây xích. Giá sẽ là 30.000. 30.000 cho một cái cưa dây xích như này, rất là tiện luôn. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem. Đây các bác này, ví dụ như là các cái ống nước như này mà các bác muốn cưa bằng những cái cưa truyền thống thì rất là khó cưa. Nhưng mà các bác đưa cái này mà các bác giật cho em, rất là tiện ích luôn, bác thấy không? Đó. Sau đó thì mình nối vào cho em, rất tiện này. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn nhá. Chỉ có cho các bác là 30k cho một cái cưa dây xích thôi. Lên mã giúp cho em đó là cưa dây xích nhá. Đấy, máy móc các thứ không vào được nhưng mà các bác có thể cưa rất là tiện luôn. Đây nó có thể cưa được cả cây luôn các bác này. Đấy. Cưa cả cây. Đấy, rất là tiện luôn, đặc biệt là anh em thợ điện nước này, rất tiện ích luôn nhá. Đó, thấy chưa? Đấy, cây gỗ khô nó cũng cưa được hết luôn, rất tiện ích. Giá thì chỉ có 30.000 thôi. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái con cốc gạt tàn nhá, con cốc gạt tàn. Giá thì sẽ là cái con cốc này là bao nhiêu nhỉ? Giá sẽ là 190.000 cho một con cốc gà tàn như này nhá. 190k. Đó, đây nó sẽ là một con cốc rất là đẹp luôn các bác này. Đó. Chất liệu của nó thì bằng hợp kim mạ đồng nhá. Đấy, trên đầu của nó thì sẽ có ngậm một đồng tiền như này, có đính một cái viên ngọc màu hồng này. Đó, rất đẹp luôn. Đế thì có lót cao su này, rất chắc chắn nhá các bác nhá. Đó. Chất liệu thì bằng hợp kim mạ đồng. Các bác có thể dùng để đề co trang trí này, dùng để gạt tàn thuốc này hoặc là trưng bày cũng rất là đẹp luôn. Giá sẽ là 190.000 cho con cốc gà tàn như này nhá. Tiếp theo thì bên shop có cho các bác là cái con voi gà tàn nhá, con voi gà tàn. Giá thì cũng là 190.000 cho một em voi gà tàn như này. 190.000 các bác này. Đấy. Chất liệu của nó thì đều là bằng hợp kim mạ đồng hết, dày dẫn chắc chắn. Đấy, giá sẽ là 190k nhá. Đấy, 190.000 cho em voi như này. Đấy, voi cóc đều là 190.000 hết nhá. Chất liệu bằng hợp kim mạ đồng các bác này. Đấy, rất chắc chắn luôn các bác này. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái bộ chuyên đồng nhá. Đấy. Cái bộ này thì nó sẽ là một cái bộ các bác lên mã giúp cho em đó là bộ chuyên chén hoàng gia nhá. Đấy. Bộ chuyên chén hoàng gia, đây nó sẽ là một cái bộ chuyên chén cực kỳ là đẹp luôn. Đấy. Đựng trong một cái hộp như này. Các bác có thể mua về để mình vừa sử dụng vừa trưng bày luôn, rất là đẹp nhá. Cái bộ hoàng gia này bao nhiêu đấy? Các bác lên cho em là bộ chuyên chén hoàng gia nhá. Giá sẽ là 700.000. Sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là một cái chuyên rất là to luôn. Đây, một chuyên rất là to này. Sẽ có cho các bác là 6 cái chén luôn các bác nhá. Đấy, một chuyên 6 chén và có cho các bác là một cái khay, một cái đĩa như này. Đó. Một chuyên 6 chén và có bộ sản phẩm này cho các bác luôn. Đấy. Giá thì sẽ là 700.000 nhá. 700.000 một bộ này. Và bên em bao ship cho các bác luôn. Đấy. Chất liệu thì là bằng đồng nhá. Chất liệu bằng đồng. Đó. Chất liệu bằng đồng cho các bác. Bộ này các bác dùng thì miễn chê rồi. Miễn chê các bác này. Đấy, rất là đẹp luôn, các bác theo. Đó. Rất là đẹp nhá. Sắc nét các bác nhá. Mình có thể mua để về mình uống trà, uống rượu này hoặc là các bác dùng để trưng bày, rất là đẹp. Đó, trưng bày này. Đấy, các bác trưng bày trong tủ nha, rất là đẹp nhá. Đấy, gia đình có công có việc thì các bác mang ra mình sử dụng này. Đấy, các bác dùng để mình đựng rượu mình nhậu cũng được. Đấy, các bác châm rượu vào đây này. Đấy, có 5, 7 anh em, 6 anh em đến nhậu các bác rót vào đây cho em, rất là tiện luôn. Đó. Chất liệu thì bằng đồng nhá, rất là dày dẫn chắc chắn và đẹp cho các bác luôn. Giá thì sẽ là 700.000 nhá, 700.000. Lên cho em đó là bộ chuyên hoàng gia nhá. Bộ chuyên hoàng gia. Giá sẽ là 170k cho một cái bộ chuyên hoàng gia như này. Đấy. Lên cho em là bộ chuyên hoàng gia này. Bộ chuyên hoàng gia nhé. Đấy, bộ chuyên hoàng gia. Hoàng gia giá sẽ là một bộ như này sẽ là 700.000 nhé. 700.000 cho cái bộ chuyên hoàng gia như này. Đấy, 700k. Đó. Ngoài ra thì bên shop có một cái bộ nó nhỏ hơn một chút. Đấy, thì bộ này của nó thì giá thì chỉ có cho các bác là 400.000 thôi. Cái bộ chuyên chén đồng này là 400 à? Bộ chuyên chén đồng ấy. Bộ này thì sẽ là 400.000 nhá. Bộ này thì nó sẽ là một chuyên nhá.
Đấy, một chuyên 6 chén và một đĩa như này. Đấy, một chuyên 6 chén một đĩa như này. Giá thì sẽ là 400.000 các bạn. Đấy, 400.000. Nó sẽ đầy đủ cho các bác luôn, bao gồm cho các bác là chuyên. Đấy, một chuyên 6 chén này. Đấy. Một chuyên 6 chén như này. Cái chuyên này của nó thì đợt này về nó sẽ là hoa văn hình rồng phượng nhá. Hoa văn hình rồng phượng rất là đẹp luôn. Đấy. Chất liệu của nó thì bằng đồng nhá, chất liệu bằng đồng như này. Đấy, bộ này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 400.000, 400.000 cho mỗi cái bộ chuyên chén đồng như này. Bộ này thì các bác lên cho em là bộ chuyên chén đồng nhá, giá sẽ là 400.000. Đó. Cái chuyên này thì nó sẽ là vừa trong lòng bàn tay như này thôi. Đấy, vừa trong lòng bàn tay như này. Nhỏ xinh, các bác uống trà từ 3 đến 6 người là ok nhá, từ 3 đến 6 người là ok. Đấy, hoa văn hình rồng phượng rất là đẹp luôn. Các bác có thể mua để decor trang trí này hoặc sử dụng này. Đây. Đấy, đây là cái đĩa của nó nhá. Đấy, cái đĩa của nó hình rồng phượng rất là đẹp luôn các bác này. Đấy. Các bác lên cho em là bộ chuyên chén đồng nhá, bộ chuyên chén đồng. Bộ này thì sẽ là 400.000. Đấy, bộ chuyên chén đồng này. Bộ chuyên chén đồng. Chuyên này, chén này, đồng nhá, giá sẽ là 400.000. 400.000 cho cái bộ chuyên chén đồng thôi nhá. Tiếp theo thì nãy bên shop về cho các bác cái mã sản phẩm đó là cái tất chân nhá. Đấy, thì nó sẽ có cho các bác là dòng tất hộp như này. Tất hộp này thì một vỉ của nó sẽ là 5 đôi nhá, một vỉ là 5 đôi. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 85.000 nhá. 85.000 cho vỉ 5 đôi như này. Đấy, cái này thì bên em có màu đen và màu ghi nhá, màu đen và màu ghi. Đấy, màu đen và màu ghi. Giá thì sẽ là 85.000 cho một vỉ bao gồm là 5 đôi. Hàng của thương hiệu Nai của Nhật nhá. Đấy, 85.000 cho một vỉ 5 đôi như này. Đấy, các bác lên cho em là tất hộp 5 nhá. Đấy, lên cho em là tất hộp 5 này. Tất đựng trong hộp và nó là dòng 5 đôi nhá. Lên em tất hộp 5. Giá sẽ là 85.000 nhá. Có màu đen và màu ghi các bác nhá. Tiếp theo thì tất vỉ 10 đôi nhá. Tất vỉ 10 đôi thì sẽ có cho các bác là màu trắng và màu đen. Đó, màu trắng và màu đen như này. Đấy, cái này thì nó sẽ ngắn cổ hơn một chút nhá. Đấy, nhưng mà dòng này của nó là 10 đôi các bác. Dòng này là 10 đôi. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Chỉ có 90.000 cho một vỉ 10 đôi như này thôi. 90.000 cho một vỉ 10 đôi. Hàng rất là dày dẫn chắc chắn cho các bác luôn. Rất dày dẫn chắc chắn và đẹp nhá. 90.000 cho một vỉ 10 đôi như này. Đấy, cho một vỉ 10 đôi như này nhá. Bao gồm cho các bác là 10 đôi luôn. Tha hồ mình thoải mái đi. Hàng của thương hiệu Nai của Nhật nhá. Đấy. Tỷ lệ cốt tông của nó là lên tới 85% luôn. Chống hôi chân, chống nấm mốc rồi, nói chung là các bác đi thì nó rất là thoáng và bí không bí quá nhá. Đấy. Lên cho em là tất vỉ nhá. Tất vỉ này. Đấy, lên cho em là tất vỉ này. Đấy. Tất vỉ 10 nhá. Tất vỉ 10. Giá sẽ là 90.000 nhá. 90.000 cho một vỉ 10 đôi như này. Đấy. Có màu đen và màu trắng. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái điện thoại 2 SIM. Các bác lên cho em là điện thoại 2 SIM hàng của thương hiệu Nokia. Đó. Điện thoại 2 SIM của Nokia. Con này thì bên shop gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Đó. Giá rất là tốt luôn. Đấy, một con điện thoại 2 SIM Nokia như này. Giá thì chỉ có cho các bác là 230.000 nhá. 230.000 cho một cái điện thoại 2 SIM này thôi các bác nhá. Bao SIM tại nhà cho các bác luôn. Đó. 230.000. Ở đây thì các bác sẽ có cho em là một điện thoại này, một đốc sạc và một viên pin như này. Hàng của thương hiệu Nokia chính hãng luôn nhá, Nokia chính hãng. Con này thì sẽ có cho các bác là 2 SIM, thoải mái cho các bác sử dụng luôn. Và cái giá thì chỉ có cho các bác là một con điện thoại 2 SIM như này. Giá sẽ là 230.000 nhá. Điện thoại 2 SIM giá sẽ là 230.000. Đó, 230.000 thì con điện thoại 2 SIM như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác dòng sản phẩm đó là cái đèn, các bác lên mã giúp cho em đó là đèn Wi-Fi nhá. Con này sẽ là 130.000. 130.000 cho con đèn đeo đầu Wi-Fi như này. Có kèm cho các bác một cáp sạc. Và ở đây thì con này nó sẽ có cho các bác là cái chân sạc ra cho điện thoại luôn. Và có cảm biến nhá. Có cảm biến các bác này. Đấy. Có cái mắt cảm biến như này. Các bác gạt qua nó sáng, gạt qua nó tắt. Rất là tiện ích và có điều chỉnh zoom như này nhá. Pha của nó cũng khá là dọi luôn. Pha rất là dọi các bác này. Thì rất là tiện. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 130.000. Lên mã treo là đèn Wi-Fi. Hàng này thì hàng của Đức và xuất cho thị trường Nhật nhá. Đây. Đấy, made in Germany này. Đó, made in Germany. Giá thì chỉ có cho các bác là 130.000 thôi. Giá siêu rẻ luôn cho một con đèn như này. Có cảm biến cái thứ đàng hoàng, pha dọi ngon lành. Lên thêm là đèn Wi-Fi, giá sẽ là 130.000. Đèn Wi-Fi 130.000 nhá. 130.000 thôi. Rồi, ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Huấn Phạm nhá. Hôm nay thì bên shop lại cập nhật rất là nhiều mã hàng mới, thì em lại lên video để trân trọng gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng tránh việc không nhận hàng.
Nay thì bên shop về cho bác một cái mẫu ổ điện mới nhá. Thì các bác lên xem ổ này nó sẽ là ổ trắng này. Đấy, có công tắc đóng ngắt đây, em sẽ cắm điện trực tiếp vào cho bác xem luôn. Con này thì dây nó sẽ dài tầm khoảng là trên 1 mét các bạn. Đấy, dây dài trên 1 mét. Đây. Đấy, nó tầm khoảng mét rưỡi gì đấy các bác nhá. Đấy. Mét rưỡi, mét 8. Đây, cắm điện trực tiếp này. Bật công tắc lên các bác này. Đấy, bật công tắc lên có đèn báo nhá. Nó sẽ có 1 2 3 4 5 6 7 ổ cắm và có hai chân USB như này nhá. Hai chân USB để các bác cắm ổ USB vào đây cho em này. Đó, hai chân USB như này. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 60.000 nhá, 60.000. Lên mã giúp cho em đó. Hả? Các bác lên cho em là ổ trắng nhá. Con này thì các bác lên mã giúp cho em đó là ổ trắng. Giá sẽ là 60k. Đó, lên mã giúp cho em đó là ổ trắng này. Đó. Ổ trắng, giá sẽ là 60k nhá. 60.000 cho cái ổ trắng như này. Đấy, giá sẽ là 60.000. Đây. Có công tắc này. Đấy, có công tắc đóng ngắt các bác nhá. Có công tắc đóng ngắt, có đèn báo các bác nhá. Con này thì giá sẽ là 60.000. Lên cho em là ổ trắng 60k này. Đó. Tiếp theo thì em lên cho bác cái dòng ổ xanh nhá. Đấy, thì đây nó sẽ là một con ổ xanh như này các bác này. Con ổ xanh này thì giá của nó sẽ là 50.000. 50.000 các bác nhá. Đó. Giá của nó sẽ là 50.000 các bác nhá. Con này thì nó sẽ là 1 2 này 3 4 này 5 6 ổ cắm và 3 chân USB nhá. 6 ổ cắm, 3 chân USB. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 50k. Đấy. Con này thì cũng có ổ cắm và có đèn báo các nhá. Có đèn báo luôn các bác này. Đấy, đây đèn báo đây các bác này. Đấy. Có đèn báo sáng như này, có 3 chân USB, có đèn báo sáng nhá. 3 chân USB có đèn báo sáng. Giá thì sẽ là 50k. Các bác lên cho em là ổ xanh 50.000 nhá. Ngoài ra thì bên shop về cho bác cái dây sạc béo này. Dây sạc béo này thì nó sẽ có cho các bác là đèn báo như này luôn. Đấy, có đèn báo như này. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác một cái dây sạc béo như này, giá của nó sẽ là 50.000 cho cái sạc béo như này nhá. Giá của nó sẽ là 50.000. Dây dài khoảng là 1 mét nhá. Đấy, khoảng từ 90cm đến 1 mét. Cắm điện vào là có đèn báo nhá. Và dây của nó thì nó rất là to luôn, thì các bác dùng bền này. Đấy, dẫn điện tốt thì các bác sạc rất là nhanh. Và ưu điểm của con này là có đèn báo luôn, có đèn báo như này nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 50k. Dây này thì chống quấn, chống giật, chống đứt được hết các bác nhá. Đấy, rất là tốt cho các bác luôn. 50.000 cho một con dây to bự như này. Các bác lên cho em là sạc béo, giá sẽ là 50.000 nhá. Tiếp theo thì bên shop có cho các bác là cái sạc gầy. Đấy, cái này thì cũng chiều dài từ 90cm đến 1m. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 30.000 nhá. 30.000. Đấy. Con sạc béo này thì Minh ơi. Con sạc béo này thì nó sẽ có cho các bác là hai màu màu. Tắt cái đèn này đi này. Tắt đèn cho vỗ ơi, con muỗi đi nó đang. Nó sẽ có hai màu nhá, màu xanh và màu đỏ này. Màu xanh màu đỏ thì bên em sẽ gửi màu ngẫu nhiên cho các bác nhá. Đó. Còn đây nó sẽ là cái con sạc gầy này 30.000 này. Đấy, còn cái con ổ xanh này thì sẽ là 50.000 nhá. Có lên cho em là ổ xanh này. Đấy, ổ xanh. Giá sẽ là 50k. Con này thì dây dài khoảng 1 mét nhá. Dây dài khoảng 1 mét. Con này sẽ là 50.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên cho em là vòng đá nhá. Vòng đá. Đây là một cái con vòng rất là tốt luôn. Đấy, thì nó cũng giúp cho các bác là đả thông kinh mạch, máu huyết lưu thông rất là đẹp như này. Thì các bác có thể dùng để mình đeo như này rất là đẹp các bác nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là vòng đá này, rất là đẹp luôn. Con này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 35.000. Đấy, ở đây thì nó sẽ là có hình như kiểu là hình một con trâu hay con sư tử gì đấy các bác này, rất là đẹp luôn. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là vòng đá nhá, vòng đá. Giá thì chỉ có 35k cho một chiếc vòng đá như này thôi. Các bác có thể đeo trang sức này, và ngoài ra thì nó sẽ giúp cho các bác là đả thông kinh mạch, máu huyết lưu thông cực kỳ là tốt luôn. Lên mã giúp cho em đó là vòng đá nhá, vòng đá. Giá sẽ là 35k cho một cái vòng đá nhá, 35.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái máy đọc thẻ này. Đây, thì sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một thân máy này, một cáp sạc và một cái bộ thẻ. Có cái nút nguồn on off ở đây này. Về nhà các bác bật cái nút nguồn này lên cho em này. Đó. Sau đó thì các bác lắp cái thẻ vào cho em này. Đấy, lắp thẻ vào này. Đấy, lắp thẻ vào là nó sẽ tự đọc thôi. Đấy, đây các bác này. Có cả song ngữ. Bố. Father. Đấy, có cả tiếng Anh, cả tiếng Việt luôn nhá. Mẹ. Mother. Đó. Rất rõ ràng luôn, tiếng Anh, tiếng Việt các thứ đàng hoàng. Và đây thì nó sẽ có cho các bác là 212 thẻ này với các cái nội dung khác nhau nhá. Đấy, đầy đủ nội dung nhá. Gì giúp cho các trẻ em nó có thể học và ngâm cứu rất là tốt luôn. Đấy, và tránh xa điện thoại, máy tính bảng, nó cũng là một cái dòng đồ chơi công nghệ. Giá thì chỉ có cho các bác là 90k thôi. Lên mã giúp cho em đó là máy đọc thẻ nhá. Lên cho em là đọc thẻ này, máy đọc thẻ. Đọc thẻ, giá của nó sẽ là 90k cho một cái máy đọc thẻ này nhá, 90.000. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái bộ nồi 5 món nhá. Đấy. Các bác lên cho em là bộ nồi 5 món này, bộ nồi 5 món, giá thì chỉ có cho bác là 100
140k thì cái bộ nồi 5 món như này thôi. Đấy, đây, con to nhất của nó thì khoảng 24 cm nhá, và con nhỏ nhất thì khoảng là 12 cm. Đấy. Thì các bác cứ nồi nào vung đấy cho em. Đấy, nồi nào vung đấy như này. Nồi nào vung đấy này các bác cứ đậy vào cho em là xong nhá. Đấy. Nồi nào vung đấy thì mỗi nồi là có một vung luôn. Đấy, nồi nào vung đấy là nó để lọt vào nhau như này. Đấy, để lọt vào nhau thì các bác dùng nó rất là tiện. Đấy. Nồi nào vung đấy, cứ thế là mình đậy vào nhau thôi. Đấy, rất là tiện ích luôn. Lên cho em là bộ nồi 5 món nhá. Bộ nồi 5 món. Đấy. 5 cái nồi luôn. Bộ nồi 5 món giá sẽ là 140.000. Bảo con kia giải tán. Bộ nồi 5 món này. Bộ nồi 5 món giá sẽ là 140k nhá. 140k trong bộ nồi 5 món. Sản phẩm tiếp theo đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cho các bác ít cái đồ của lính Mỹ nhá. Đồ của lính Mỹ thì sẽ bao gồm cho các bác là mũ này. Đấy, bên em sẽ có mũ này. Mũ, một cái mũ dàn di đẹp như này. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 80.000 cho một cái mũ dàn di đẹp như này các bác nhá. Đấy, 80.000 cho một chiếc mũ dàn di đẹp như này các bác này. Đấy. Các bác lên cho em là mũ dàn di nhá, mũ dàn di. Giá của nó sẽ là 80k này. Đấy. Tiếp theo thì nó sẽ là một con thắt lưng Z như này, thắt lưng dù nhá. Các bác lên cho em là thắt lưng dù. Dòng này thì cũng rất là đẹp luôn. Và cái giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ là ưu đãi luôn. Đấy, chỉ có cho các bác là 80k cho một con thắt lưng dù này thôi. Sử dụng thì cực kỳ đơn giản, các bác chỉ cần sập xuống này xong rồi. Đấy, rất là ngon lành cho các bác luôn. Hàng của thương hiệu Z nhá, tuổi đời của con này thì từ năm 1941. Công ty của con này thì nó là chuyên sản xuất đồ lính Mỹ cho các bác luôn. Cái thắt lưng dù này thì các bác dùng chỉ có bao giờ mà chán thì vứt đi thôi, chứ không bao giờ hỏng được các bác nhá. Dòng này dùng không bao giờ hỏng được luôn. Đó, và rất là tiện này, các bác có tí tuổi là mình dùng nó rất là sướng. Chỉ cần sập vào này cho em xong. Đấy, khi mở ra thì các bác đẩy này nó ra này, sập vào này. Đấy, cứng cực kỳ luôn các bác nhá, dùng rất là thích này. Hàng của thương hiệu Dép của Mỹ nhá. Hàng Dép của Mỹ. Đó, còn đây thì nó sẽ là con mũ của lính Mỹ này. Đây. USA các bác này, USA. Đó. Thì combo cho các bác nhá. Đấy thì các bác có thể mua combo hoặc là mua lẻ cũng được. Đấy các bác lên cho em là thắt lưng dù nhá, thắt lưng dù giá sẽ là 80.000 này. Đấy, hoặc là mũ dàn di nhá. Mũ dàn di giá cũng là 80.000 luôn, mũ dàn di giá sẽ là 80.000. Hàng đội ôm form đẹp quá nhá. Đấy, ôm form rất là đẹp luôn. Đấy, hàng ôm form rất đẹp, rất tuyệt vời cho các bác luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là 80.000 thôi. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác dòng sản phẩm đó là cái vật mũi thông minh nhá, vật mũi thông minh. Các bác lên cho em là vật mũi đứng này. Con này thì đây, các cái thông số điện của nó đây các bác này. Đấy, các thông số điện của nó đây. Đó, 5V 1A, 300V. Đó, đây. Thì con này của nó thì về nhà có cái đế như này, các bác cắm vào cái ổ USB nhà mình, hoặc các bác có thể mua cái ổ xanh, ổ trắng kia cũng được. Đấy, và đây các bác này. Đấy, nó sẽ đánh điện như này các bác này. Đấy, đánh điện rất là mạnh luôn. Thì con này rất là tiện nhá. Và có chức năng là đèn hồng ngoại như này thì có chức năng bắt muỗi tự động nhá, hoặc là sử dụng để vật muỗi bình thường. Giá sẽ là 150.000 nhá. Về nhà thì các bác chỉ việc để đứng như này thôi. Sau đó thì các bác cắm cái này vào chân USB và để thế này. Đấy là muỗi ruồi nó sẽ bay vào đây và nó sẽ chết nhá. Đấy. Lên thêm là vật đứng nhá, vật đứng. Giá sẽ là 150.000 nhá. Vật đứng này. Đó. Vật đứng giá của nó sẽ là 150k cho cái vật muỗi đứng như này, 150.000. Nhỏ bao nhiêu? Vật đứng 150.000 nhá. Đợt này về cho các bác giá tốt chỉ còn là 130k thôi, 130k. Đó, 130.000. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái mã sản phẩm đó là cái rổ vuông nhá. Đấy, rổ vuông thì bộ sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là thế thôi. Bỏ cái bàn chải ấy. Rổ vuông nhá thì một bộ sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là 3 đôi nhá, 3 đôi. Đấy, nó sẽ có cho các bác là 3 chậu 3 rổ như này. 3 chậu 3 rổ như này. Hàng này của nó thì siêu dai luôn các bác này. Đấy, siêu dai luôn, các bác tha hồ sử dụng luôn. Siêu dai luôn, bẻ biết các thứ ok nhá. Các bác dùng để rửa rau nó rất là tiện này, rửa rau rồi đựng rau thơm, rau mùi, các loại rau dạ này. Đấy. Con to nhất của nó thì lên tới là 30 mấy cm cơ. Và con nhỏ nhất thì trên 20 cm. Đấy, một combo như này bao gồm cho các bác là 3 đôi nhá. Đấy, lên cho em là bộ rổ vuông này. Bộ rổ vuông. Bộ rổ vuông giá sẽ là 90k cho cái bộ rổ vuông như này. Đấy, 90.000 nhá. 90.000 cho cái bộ rổ vuông như này. Hàng nhựa của Việt Nhật nhá. Hàng nhựa Việt Nhật cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Hai lớp bộ rổ vuông. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái vỉ bàn chải nhá. Vỉ bàn chải. Bao tiền vỉ này nhỉ? Các bác lên cho em là vỉ bàn chải nhá. Đấy, hàng thì hàng của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Đây. Đấy. Một vỉ này của nó thì sẽ bao gồm là 1 2 3 4 5 6 cái này. 6 cái bàn chải này. Đấy, đủ màu cho các bác luôn. 6 bàn chải đủ màu. Dòng này thì của nó thì chuyên chống viêm nướu, viêm lợi, đau lợi và chảy máu chân răng nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là vỉ bàn chải nhá. Đấy, vỉ bàn chải. Vỉ bàn chải này. Đó, vỉ bàn chải chuyên các bác chuyên dùng để mình đánh răng rất là ok luôn. Đấy. Đầu bàn chải này. Hả? 35.000 nhá. 25.000. Đấy. 25k cho một vỉ bàn chải như này bao gồm là 6 chiếc các bác nhá. Giá siêu rẻ cho các bác luôn. Bình thường nếu các bác ra chợ mà mua một vỉ một cái bàn chải không đã 20 25.000 rồi.
Thế vào đây em bán 25.000 cho 6 chiếc luôn. Đấy, 25.000 cho 6 chiếc như này. 1 2 3 4 5 6 nhá. Đấy, hàng tuyệt đẹp cho các bác luôn. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái đèn bão quạt nhá, đèn bão quạt. Đấy, đèn bão và có quạt các bác. Đây nó sẽ làm con đèn như này. Kéo lên là nó sáng này. Ngoài ra thì nó sẽ có chức năng cho bác là quạt mát này, rất là mát luôn các bác này. Đấy. Các bác nghe tiếng gió nó kêu là các bác đã biết cái độ mát của nó rồi. Dòng này của nó thì siêu mát luôn các bác nhá. Gió rất là mạnh luôn, các bác có thể mở ra như này được này. Đấy, mở ra như này. Gió rất là mạnh các bác nhá. Gió vù vù luôn. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 100k tròn cho một con đèn bão như này, có pin năng lượng mặt trời, có cả chân sạc cho các bác luôn. Đấy, nó sẽ có sẵn chân sạc về nhà các bác, chỉ việc là cắm trực tiếp điện 220 cho em. Đấy. Đây, có sẵn chân sạc như này rồi. Về nhà các bác cắm trực tiếp sạc điện 220V cho em nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác một cái đèn bão quạt như này, đèn bão quạt như này giá chỉ có cho các bác là 100k thôi. Lên mã giúp cho em đó là đèn bão quạt nhá. Đèn bão quạt này. Đèn bão quạt giá sẽ là 100k cho một em đèn bão quạt như này. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái bộ quần áo mưa nhá. Bộ quần áo mưa, hàng thương hiệu Tú Phong, hàng Việt Nam chất lượng cao, mặc vào nó sẽ đúng như này. Đấy, chất liệu của nó thì chống thấm các thứ rất là tốt luôn. Size của nó sẽ là size 3XL, size to này. Đấy, chất liệu của nó thì các bác mặc giày nắng, giày mưa đều được hết nhá. Đấy, giày nắng đều mưa được hết. Giày nắng thì sẽ là chống nắng rất là tốt luôn, và giày mưa thì sẽ là chống mưa. Đó, và đặc biệt là miền Bắc thì nếu mà trời lạnh các bác mặc thì rất là ok luôn đây các bác này. Đấy, chất của nó đây các bác này. Đấy, hai lớp luôn các bác nhá. Rất là tuyệt vời luôn, cả quần cả áo luôn. Đấy, lên cho em là bộ quần áo mưa. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 195.000 nhá. Đấy, lên cho em là bộ quần áo mưa. 195k. Đó, bộ quần áo mưa này. Quần áo mưa giá sẽ là 195k. Con này em bán là giá siêu rẻ đấy. Các bác mà ra ngoài cửa hàng nếu họ bán cho các bác là tầm 300.000 cơ. Tầm 300.000. Nhưng mà hàng online thì em bán cho các bác giá rất là tốt luôn. Rồi, ok. Hello, chào các bác quay trở lại với số Phạm Huấn nhá. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Lót giày thì bên shop lại về số lượng cho các bác luôn nhá. Đấy, lót giày quế. Hàng dùng thì các bác dùng nó sẽ gọi là chống hôi chân, rồi chống da mồ hôi chân, rồi nói chung là các bác dùng là rất là an toàn luôn. Đây, lót giày quế thơm này. Đấy, chất lượng số 1 Việt Nam luôn. Con này dùng cực kỳ an toàn. Các bác dùng để mình lót giày để chống hôi chân, rồi da mồ hôi chân, rồi là chống bị nấm mốc các thứ nhá. Giá thì sẽ là 10k trên một đôi lót giày như này. Lên theo là lót giày quế 10k các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái bộ đôi nạo Đức này, bộ đôi nạo Đức. Một hộp này sẽ bao gồm cho các bác là hai chiếc này, một chiếc nạo ngang và một chiếc nạo dọc như này. Đấy. Cái này thì em gọi là nạo dọc này. Đấy, nạo dọc, và cái này thì gọi là nạo ngang nhá. Hàng thương hiệu Winling hay hình người của Đức này. Đấy. Thì một đôi nạo Đức như này giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá là 70.000 nhá. 70.000 cho một đôi nạo như này. Đấy, rất đẹp cho các bác luôn. Hàng inox 304 sáng bóng đẹp nhá. Đấy, giá thì chỉ có 70k thôi. Giá siêu tốt cho các bác luôn. Cực kỳ hạt rẻ nhá. Hai chiếc nạo như này mà giá chỉ có 70.000 thôi. Lên mã cho em là bộ đôi nạo Đức này. Đấy, bộ đôi nạo này. Bộ đôi nạo Đức nhá. Bộ đôi nạo Đức. Giá sẽ là 70k nhá. 70k trên bộ đôi nạo Đức như này. Tiếp theo thì cái chảo than chảo tổ ong này, chảo lưới tổ ong bên shop lại về nhá. Đó. Hàng này thì nó sẽ là chảo tổ ong chống dính cực kỳ tốt luôn. Hàng của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác nhá. Đấy. Các bác có thể đun bếp từ bếp ga đều ok hết nhá. Bếp từ bếp ga đều ok hết này. Ở đây thì nó sẽ là một cái dòng lưới chống dính như này. Đường kính của nó vào khoảng là 27-28cm nhá. Có quai cầm như này. Chốt đinh cực kỳ là ngon và chống nóng rất là tốt nhá. Đấy, rất là ngon lành cho các bác luôn. Đấy, chảo thì nó sẽ là hàng khá là dày dẫn chắc chắn nhá. Dày dẫn chắc chắn và có tráng chống dính này, rồi là có dập lưới chống dính như này. Các bác lên mã giúp cho em đó là chảo tổ ong nhá. Chảo tổ ong. Con này thì đường kính khoảng 27-28cm. Chảo tổ ong giá sẽ là 140.000 thì cái chảo tổ ong như này nhá. 140k trong con chảo tổ ong như này. Hàng của Nhật cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Và cái giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý nhá. Cái mã giúp cho em là chảo tổ ong này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác một con sản phẩm đó là cái máy xay Osaka nhá. Đấy, nó sẽ là bao gồm là một thân máy như này, Osaka Japan này. Con này sử dụng điện 220V. Công suất của nó sẽ là đây. Đấy. Điện 220V này, công suất của nó sẽ là 350W nhá. Các bác có thể dùng để xay cua, xay tôm, xay cá, xay thịt, xay sinh tố đều ok hết nhá. Nó sẽ có cho các bác là một cái bộ lưỡi kép như này các này. Đây. Một bộ lưỡi kép như này bao gồm là 4 lưỡi như này nhá. 4 lưỡi sắc bén cho các bác luôn. Đó, 4 lưỡi sắc bén như này các bác này.
dùng thì rất là thích luôn các nhá. Đó. Và các bác chỉ cần đặt vào máy như này là mình sử dụng thôi. Đây. Đặt vào máy này, sau đó thì mình nhấp như này là máy sẽ chạy nhá. Sử dụng điện 220V, có dùng cực kỳ là ngon luôn. Giá thì bên shop đang gửi cho các bác cái giá rất là tốt nhá. Đây mã giúp cho em là máy xay Osaka. Giá của nó sẽ là 145.000 nhá. Đây. Đây mã giúp cho em là máy xay Osaka này, 145k nhá. 145k cho một con máy xay Osaka như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái bộ ví hồng nhá. Sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là cái bộ móng tay và đựng trong một cái ví như này. Đấy thì sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là ba cái bấm móng này, 1 2 3 này. Đấy một cái bấm to, một cái bấm nhỏ và một cái bấm khóe. Đây, nó lệch như này. Bộ nhíp này, kéo tỉa lông mũi này, đầy đủ bộ phận như này. Giá thì bên shop đang gửi cho các bác cái giá đó là 60.000 thôi, 60.000. Đây mã giúp cho em là bộ ví hồng nhá. Giá sẽ là 60.000. 60.000 cho một cái bộ ví hồng như này. Các bác lên cho em là ví hồng này. Đó. Ví hồng. Giá của nó sẽ là 60k nhá. 60k cho một cái bộ ví hồng như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái vỉ bàn chải, cái này bao nhiêu đấy? 25.000 cho một vỉ bàn chải hàng của Nhật như này nhá. Đấy. Hàng này thì tiêu chuẩn là chống viêm nếu viêm lợi đau lợi chảy máu chân răng. Bác nào hay bị cái chứng viêm nếu viêm lợi đau lợi chảy máu chân răng thì dùng cái này cho em. Đấy. Làm sạch hoàn toàn và dùng thì rất là tốt luôn. Đó, hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp nhé. Chống viêm nếu viêm lợi chảy máu chân răng. Lên cho em là vỉ bàn chải nhá. Đấy. Vỉ bàn chải giá cực hạt rẻ luôn. 25k cho một vỉ như này nhá. Bao gồm cho các bác là 1 2 3 4 5 6 chiếc. 6 chiếc bàn chải hàng nội địa của Nhật như này mà giá chỉ có 25k thôi. 6 cái này, đầy đủ màu sắc cho các bác luôn nhá. Đấy, chất liệu là lông tơ cực kỳ là mềm mại luôn, chống viêm nếu viêm lợi chảy máu chân răng. Vì bàn chải giá sẽ là 25.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác một dòng sản phẩm đó là cái con máy này. Các bác lên mã giúp cho em đó sẽ là máy đuổi chuột nhá. Máy đuổi chuột. Con này thì công năng của nó thì giúp là đuổi chuột, đuổi côn trùng, đuổi kiến gián nhá. Đấy, chuyên để đuổi chuột, côn trùng, kiến gián này. Đấy, chuyên để đuổi chuột, đuổi côn trùng, kiến gián. Và giá của nó sẽ là 35.000 cho một con máy đuổi chuột, côn trùng, kiến gián như này. Lên xem là máy đuổi chuột này, máy đuổi chuột. Máy đuổi chuột giá sẽ là 35k. Đây em sẽ có video thực tế cho bác xem luôn. Máy đuổi chuột 35.000 nhá. Mát xin kính chào quý anh chị ạ. Trên đây em hôm nay đang cầm là chiếc máy đuổi chuột và côn trùng thông minh. Tuy không phát ra tiếng ồn nhưng lại phát ra tần sóng âm xung khắc với các loài chuột cũng như các loại côn trùng gây hại khác. Cách sử dụng vô cùng đơn giản, chúng ta chỉ cần cắm trực tiếp vào ổ điện thôi ạ. Mỗi máy sử dụng được trong phạm vi bán kính 100m2 là máy sẽ phát huy công dụng tối đa nhất quý anh chị nhé. Sản phẩm được nhập khẩu từ Mỹ, kiểm định an toàn của Hoa Kỳ nên tuyệt đối không ảnh hưởng tới sức khỏe con người và vật nuôi đâu ạ. Các anh chị nhà mình dẹp hết giúp em các loại bình xịt kiến gián muỗi gây hại cho sức khỏe đi ạ. Licomax xin kính chào quý anh chị ạ. Trên đây em hôm nay đang cầm là chiếc máy đuổi chuột và côn trùng thông minh. Tuy không phát ra tiếng ồn nhưng lại phát ra tần sóng âm xung khắc với các loài chuột cũng như các loại côn trùng gây hại khác. Cách sử dụng vô cùng đơn giản, chúng ta chỉ cần cắm trực tiếp vào ổ điện thôi ạ. Mỗi máy sử dụng được trong phạm vi bán kính 100m2 là máy sẽ phát huy công dụng tối đa nhất quý anh chị nhé. Sản phẩm được nhập khẩu từ Mỹ, kiểm định an toàn của Hoa Kỳ nên tuyệt đối không ảnh hưởng tới sức khỏe con người và vật nuôi đâu ạ. Đấy, giá chỉ có 35.000 thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái cân tiểu ly nhá. Đấy. Giá thì sẽ là 5k cho con cân 5 như này. Các bác lên mã giúp cho em là cân 5. Con này thì nó sẽ cân cho các bác được là 5kg nhá. Đấy, cân cho các bác được là 5kg. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Chỉ có 50.000 cho một con cân 5 như này thôi. Đấy, về nhà thì các bác lắp cho em là hai quả pin con thỏ nhỏ và là các bác sử dụng thôi. Nó rất là tiện ích nhá. Lên mã giúp cho em là cân 5. Đây các bác này. Đấy. Hàng này về thì nó sẽ có lô có pin và lô không có pin nhá. Lô này thì lại có pin. Về nhà thì các bác lắp pin vào cho em này. Lắp hai quả pin con thỏ nhỏ này vào cho em là mình sử dụng thôi. Đấy. Lắp hai quả pin con thỏ nhỏ này vào là mình dùng này. Đấy. Rất tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Đây các bác này. Đó, đây. Đấy, bật nguồn lên các bác này. Đấy, bật nguồn lên sau đó thì mình cân thôi. Đây nhá. Đấy, ví dụ em cân cái điện thoại của em này. Con điện thoại của em đang là 220g này. Các bác nhấn nút nguồn này. Đấy, nhấn nút nguồn này nó sẽ về không mà các bác cân cái bộ ví hồng này. Đấy, cân bộ ví hồng là 184-85g này. Đấy, nó rất là tiện nhá. Đó, thì các bác muốn sử dụng tính năng trừ bì thì các bác nhấn chức năng trừ bì cho em. Ngoài ra thì nó rất là dễ sử dụng thôi. Giá thì sẽ là 50k nhá. Lên mã giúp cho em đó là cân 5 nhá. Giá sẽ là 50.000. Đó, cân 5 này. Cân 5, giá sẽ là 50k cho em cân 5 như này nhá. 50.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái bộ khoan mini nhá. Bộ khoan mini như này. Bộ sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là một thân máy này, đấy, một thân máy và tất cả các cái đầu vít này. Đầu tiên nó sẽ có cho các bác là 30 đầu vít như này nhá. 30 đầu vít với các cái chi tiết khác nhau này. To nhỏ lớn bé lục giác ba khe mẹ con đầy đủ cho các bác này. Đấy.
có những cái đầu vít nhỏ này để các bác đưa vào các cái ốc vít khó này đó. Sau đó thì sẽ có cho các bác là một thân máy như này nhá, một thân máy như này các bác này. Đấy, đây máy thì chạy rất là khỏe và con này thì nó sẽ có thể đảo chiều được luôn các bác này, có thể đảo chiều được các bác này, rất tiện luôn nhá. Máy thì chạy rất là khỏe luôn, có cho các bác các cái đầu vít như này thì các bác tháo lắp vít này rất là tiện ích nhá. Đó, giá thì chỉ có cho các bác là 180.000 thôi. Đây mã kia là máy vít nhá. Đấy, có cả đầu lục giác luôn nhá, có cả đầu lục giác này. Lục giác của nó thì sẽ là từ 4 đến 12 nhá, từ 4 đến 12. Đó, từ 5 đến 12 thì các bác. Đấy, đầu lục giác và đầu vít các cái chi tiết đầy đủ như này. Mà giá thì cực kỳ là rẻ cho các bác luôn. Rồi ok. Đây rồi, vâng lại là em Huấn Phạm này các bác nhá. Chào các bác, chúc các bác một ngày mới thật là nhiều niềm vui. Đó thì hôm nay bên shop em lại tiếp tục các cái mã giảm giá cực sốc cho các bác luôn. Đó, mã tri ân, mã giảm giá cực kỳ sốc luôn, chỉ có vài k trên một sản phẩm thôi các bác nhá. Lưu ý các bác đang còn không nhắn tin tránh việc trùng đơn nhận hàng, kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng tránh việc không nhận hàng. Đó, mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái kẹp các bác này. Đấy, thì các bác lên mã giúp cho em đó là kẹp đơn nhá, kẹp đơn đó, kẹp đơn thì con này bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 20.000 ba cái. Đợt này về cho bác giá cực kỳ là tốt luôn, 20.000 sẽ là 5 chiếc nhá, 20.000 cho 5 chiếc như này. Đấy, lên mã cho em là kẹp đơn nhá, 20.000 cho 5 chiếc như này. Và bác nào mua số lượng là từ 10 cái trở lên thì sẽ là 40.000 cho 11 chiếc nhá. Đấy, bên em sẽ bán là 40.000 11 chiếc, còn mua 20.000 sẽ là 5 cái. Lên mã giúp cho em đó là kẹp đơn, kẹp đơn. Đó, lên cho em là kẹp đơn nhá. Đó, kẹp đơn này. Giá của nó thì đợt này về cho bác giá tốt nhá, 20k này sẽ là bằng 5 cái nhá, bằng 5 cái. Và 40k nhá, 40k thì sẽ là 10 cái. 20k này là bằng 5 cái nhá. Đó. Và 40k, đấy, 40k thì sẽ là 10 cái và tặng thêm 1. Đấy, 40k thì sẽ là 11 cái nhá. Đấy. 10 cái tặng 1 tức là 40.000 là 11 chiếc, còn lại là 20.000 thì sẽ là 5 cái nhá. Bác nào mua cả 10 cái thì bên em sẽ tặng 1. Đó, 10 cái tặng 1 nhá. Thì nó sẽ có cho các bác là hai màu như này, một là màu trắng, hai là màu xanh, thì bên em sẽ gửi ngẫu nhiên thôi, cái màu này thì nó không quan trọng lắm. Đấy, đây các bác này, cái này thì kẹp cực kỳ là chắc và kẹp cực kỳ ngon luôn. Đây các bác này, đấy, kẹp rất là chắc nhá. Đấy, các bác có thể dùng để phơi quần, phơi áo, phơi đồ rất là tiện luôn. Đấy, hoặc là kẹp những cái quần áo đơn giản ở trong tủ nhà mình. Đấy, nó bằng lò xo cứng như này, dùng rất là thích, inox sáng bóng đẹp nhá. Lên cho em là kẹp đơn nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái này là cái gì nhỉ, que hàn nhiệt nhá. Đấy, thì nó sẽ là 25.000 cho một túi như này, một túi này bao gồm 3 cái này. Đấy, khi mà nó vận chuyển đến thì cái này nó rất là giòn, thế nên nó có dấu hiệu là bị gãy. Đây, em chạm nhẹ nó đã gãy rồi thì các bác cũng hết sức thông cảm thôi. Tại vì báo thẳng với các bác luôn là khi các bác nhận hàng thì có thể nó sẽ bị gãy nhá. Thì các bác hết sức thông cảm thôi. Cái này nó rất là giòn, chạm nhẹ là nó sẽ gãy rồi, nhưng mà cái này dùng nó rất là tốt nhá. Các bác có thể dùng để mình gọi là hàn vào các cái vị trí nào đó mà nó bị thủng này, bị thấm rột này. Đấy, hàn nhôm, hàn sắt, hàn đồng, hàn chì đều được hết nhá. Các bác chỉ cần lấy máy lửa mà đốt vào xong. Đấy, cái này nó rất là giòn, chạm nhẹ nó gãy rồi. Cho nên là các bác cũng thông cảm cho em thôi. Đấy, nói thẳng luôn các bác là khi các bác nhận được hàng là nó sẽ bị gãy nhá. Nó sẽ bị gãy, không tránh khỏi đâu. Thì cái gãy này thì nó cũng không có ảnh hưởng gì nhá. Lên cho em là que hàn nhiệt. Que hàn nhiệt nhá. Đấy. Que hàn nhiệt giá sẽ là que hàn nhiệt này. Giá của nó sẽ là 25k nhá. 25k trên một bịch que hàn nhiệt như này. Đây em sẽ có video thực tế cho các bác xem luôn. Không phải một thợ hàn chuyên nghiệp xài cho mình sản phẩm này. Đây là loại vật liệu hàn nhiệt độ thấp. Ở nhà có mấy cái nồi bị hỏng có thể đem ra sửa. Nó có thể hàn vàng bạc đồng sắt nhôm. Khi dùng chỉ cần dùng bật lửa đốt là được. Nó được hàn bằng cách tự đốt cháy. Vận hành đơn giản, hiệu quả cao. Có thể hàn được đa số đồ gia dụng trong nhà. Bạn có nhu cầu mua bấm vào giỏ hàng cốc trải nhé. Nếu bạn không phải một thợ hàn chuyên nghiệp xài cho mình sản phẩm này. Đây là loại vật liệu hàn nhiệt độ thấp. Ở nhà có mấy cái nồi bị hỏng có thể đem ra sửa. Nó có thể hàn vàng bạc đồng sắt nhôm. Khi dùng chỉ cần dùng bật lửa đốt là được. Nó được hàn bằng cách tự đốt cháy. Vận hành đơn giản, hiệu quả cao. Có thể hàn được đa số đồ. Đấy, rất là tiện luôn nha. Tiếp theo thì bên shop về cho các sản phẩm đó là cái đèn sông tinh dầu muỗi nhá. Đấy, hàng này thì nó sẽ là hàng của Nhật, cực kỳ cao cấp và an toàn cho cả bà mẹ và trẻ em luôn. Các bác yên tâm sử dụng. Đây. Đấy, an toàn cho cả bà mẹ trẻ em nhá. Combo của cho các bác là sẽ là một đèn sông tinh dầu như này và có tới cho các bác là 4 lọ tinh dầu luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ hạt rẻ, thì có cho các bác là 120.000 cho một con đèn sông tinh dầu này thôi. Đấy, các bác xoáy cái lọ tinh dầu này vào cho em này, bật nút này lên này, cắm điện bật nút lên là xong nhá. Không dùng thì các bác lại tắt đi cho em. Đó. Và ngày đầu tiên thì các bác cứ dùng cho em liên tục trong vòng 3 ngày đầu tiên nhá. Còn tiếp theo thì các bác cứ tầm khoảng 4 giờ chiều các bác bật lên cho em, và đến lúc nào đi ngủ thì các bác tắt đi là nhà bác sẽ không còn một con muỗi nào luôn. Đấy, đèn sông tinh dầu muỗi nhá, hàng của thương hiệu Wanza của Nhật các bác nhá. Đó, giá thì gì? Có cho các bác là 120.000 mà có tới 4 lọ tinh dầu luôn. Đấy,
lên cho em là sông tinh dầu muỗi này, sông tinh dầu muỗi nhá. Đấy, đèn sông tinh dầu muỗi, tinh dầu muỗi, giá của nó sẽ là 120k nhá, 120.000 cho cái bộ đèn sông tinh dầu muỗi như này, rất tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái tẩu thuốc các bác nhá. Đấy, đây nó sẽ là một cái tẩu thuốc như này, thì các bác có thể dùng rất là tiện và đa di năng luôn này. Đấy, đây một cái tẩu thuốc như này, cái thân của nó thì bằng nhựa và sơn giả đồng nhá. Đấy, nó sẽ là bằng nhựa chịu nhiệt, và còn cái đầu tẩu này bằng đồng này, đầu tẩu này bằng đồng thì rất là tiện luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là mấy nhỉ, 70.000 cho một cái tẩu thuốc như này nhá. Cái đầu này thì nó sẽ là bằng kim loại này, bằng kim loại và có gioăng giết các thứ đầy đủ luôn. Đấy, các bác lên xem là tẩu thuốc nhá, giá sẽ là 70.000, thì các bác có thể dùng để hút thuốc lào, thuốc lá hoặc là dùng đa di năng được luôn, nó rất là tiện này các bác này. Đấy, đây thuốc lào thuốc lá chơi được hết nhá, rất là tiện luôn đó. Và giá thì chỉ có cho các bác là 70k thôi, nên mã giúp cho là tẩu thuốc nhá, tẩu thuốc giá sẽ là 70k đó, tẩu thuốc này giá của nó sẽ là 70k nhá, 70.000 cho cái tẩu thuốc như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái bộ khăn lau bếp nhá. Một bịch này của nó thì sẽ bao gồm là 10 chiếc khăn lau bếp như này. Đấy, chất liệu của nó thì nó sẽ là bằng bông nhá, thấm hút cực kỳ là tốt luôn các bác, thì dùng lau bếp, lau bàn, lau ghế, lau bát, lau đũa, lau nhà tắm, nhà vệ sinh đều được hết nhá. Nên mã giúp cho em là khăn lau bếp, bên em gọi chung nó là khăn lau bếp. Giá thì chỉ có 30k cho một bịch như này thôi. Một bịch là 10 chiếc. Đấy, nhà bác nào có đình đám cỗ bàn mua cái này cho em 2-3 bịch dùng thoải mái luôn. Lên mã giúp cho em đó là khăn lau bếp, giá sẽ là 30k nhá, 30k. Bỏ cho anh kia hai cái. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái rổ vuông, cái đèn kia luôn. Đấy, tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái rổ vuông nhá. Giá sẽ là 90.000 cho một cái bộ rổ vuông như này. Bao gồm cho các bác là 3 đôi. Đấy, 3 đôi như này nhá, 3 đôi. Đấy, 3 đôi như này các bác này. Đấy, 3 đôi như này, 90.000 cho 3 đôi như này nhá. Tính ra vào có 30.000 một đôi thôi. Thì nó sẽ là một chậu và một rổ như này. Chất liệu của nó này, nhựa này là nhựa siêu mềm luôn các bác nhá, nhựa siêu mềm, nhựa Việt Nhật luôn, dùng rất là thích các bác này. Đấy, bóp vào ấn ra thoải mái luôn các bác nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 90k nhá. Lên mã giúp cho em đó là rổ vuông hàng của Việt Nhật nhá, rổ vuông này, rổ vuông, giá của nó sẽ là 90k cho một cái bộ rổ vuông như này, 90.000 các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cầm anh cái mài ba khe kia luôn, mài dao ba khe đầu bếp nhá. Đấy, các bác lên cho em là mài đầu bếp này, hàng của Asaka Japan của Nhật nhá. Con mài đầu bếp như này thì giá của nó sẽ là 40k nhá, 40k cho một con mài đầu bếp như này. Đấy, thì nó sẽ là dòng ba khe như này, 1, 2, 3. Đấy, như bên em về nó có hai mẫu, một mẫu là hàng cao cấp và một mẫu là hàng chuyên dùng cho nhà hàng nhà bếp này. Đấy, nhà hàng nhà bếp thì con này sẽ là 40.000. Đấy, thì các bác lên cho em con này sẽ là mài đầu bếp 40.000 nhá. Ngoài ra thì có một con hàng cao cấp của Nhật đây. Đấy, Katashiwa Made in Japan, hàng này thì nó sẽ là hàng cao cấp dùng cho cao cấp dùng cho phổ thông nhá. Đấy, rất cao cấp cho các bác luôn. Đấy, dùng cho VIP được các bác này. Đấy, đây, Katashiwa Made in Japan. Con này thì các bác lên xem là mài ba khe đỏ nhá. Mài ba khe đỏ, ba khe đỏ nhá. Ba khe đỏ, giá sẽ là 130k nhá, 130.000. Con này thì hàng cao cấp, giá 130.000. Còn con này thì chuyên dùng cho các nhà hàng đầu bếp, khách sạn nhà hàng. Đấy, thì lên xem là mài đầu bếp giá sẽ là 40.000 nhá, cũng đều là hàng của Nhật hết. Thì con này nó chuyên dùng trong các cái nhà hàng khách sạn đầu bếp mà, nên theo là mài đầu bếp, mài đầu bếp này giá sẽ là 40k nhá, 40k cho con mài đầu bếp này thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là một cái này là cái gì nhỉ, chân đỡ đa năng các bác nhá, chân đỡ đa năng. Thì con này các bác dùng để mình đỡ máy giặt này, rồi tủ lạnh, rồi nói chung là đa di năng luôn. Các bác có thể nâng lên hạ xuống ở những cái mặt bằng mà các bác bị hạn chế chiều, cái độ thăng bằng nó không bằng nhau, thì các bác đặt cho em, đặc biệt là máy giặt này, rồi máy giặt này, rồi là giường, tủ, bàn, ghế đều đỡ được hết nhá. Đấy, sức nặng của nó là lên tới hàng tạ luôn, thế nên các bác yên tâm sử dụng nhá. Đây, đấy các bác này, đấy thì các bác có thể để tủ lạnh này, hoặc để máy giặt này, hoặc là các cái đồ đoàn giường chiếu cũng đều kê ok hết nhá. Một bộ này của nó thì 4 chiếc, để các bác kê tủ lạnh, kê bàn, kê ghế đều được hết nhá. Giá thì sẽ là, cái bộ đỡ này là bao nhiêu đây? Bao nhiêu cái bộ này? Chân đỡ đa năng này, chân đỡ đa năng nhá, chân đỡ đa năng giá sẽ là 50k cho một cái bộ chân đỡ đa năng như này, bao gồm 4 chiếc. Rất tiện ích cho các bác sử dụng, đây em sẽ có video thực tế. Đây các bác này. Đấy, nó rất là tiện luôn các bác nhá. Đó. Thì nó sẽ là một cái chân đỡ như này các bác này. Bộ của nó bao gồm 4 chiếc. Thì các bác có thể dùng để mình đấy, để chân tủ lạnh này, rồi tủ lạnh, máy giặt, rồi các cái đồ mà các bác cần kê lên, chịu lực tốt luôn, chiều cao tối đa của nó sẽ là 12 cm nhá. Đó, chịu lực tốt, chống rung rất là tốt luôn. Đấy, giá thì rất hợp lý, chỉ có cho bác là 50k một bộ này thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái đèn gậy nhá.
đèn gậy, giá sẽ là 140.000 cho một con đèn gậy như này. Nguyên cái hộp của nó đây là xịn sò này các bác này. Đấy, đây nó sẽ là một con đèn như này, có kèm một cáp sạc và một cái sạc ngoài luôn các bác này, một cái đầu sạc ngoài như này, một cái củ sạc ngoài như này các bác này. Đấy, đây là cái chân sạc của nó này, rất tiện ích luôn nhá. Cái này không phải đâu các bác nhá, cái này là ở bên ngoài này, không liên quan đâu. Nó chỉ có cho các bác một cái chân sạc này thôi. Chân sạc này về các bác cắm ở đây cho em này. Đấy, cắm ở đây cho em. Đó, cắm ở đây này. Đấy, đây nó báo pin nhiều các này. Đấy, nó báo pin ngược lại đấy. Thì ở đây nó sẽ là một cái chân sạc như này, thân của nó bằng nhôm nhá, thân bằng nhôm. Hàng của Nhật cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Ở đây thì sẽ có cho các bác bao gồm là ở ngoài đấy, ngoài đây một túi. Một đôi pin như này thôi, một đôi pin như này, cả hộp cả thùng. Một đôi pin này. Đấy, một đôi pin này. Đấy, rất tiện ích các bác này. Và ở đây thì nó là một đôi pin kép luôn, hai viên pin 18650. Đấy, rất sáng các bác. Con này thì các bác có thể dùng để trên ô tô này, vừa làm gậy để mình phòng bị rất là tốt này. Đấy, rất sáng các bác nhá. Có 3 chế độ sáng mạnh, sáng vừa, sáng yếu nhá. Đấy, rất tiện cho các bác luôn. Đó, đặc biệt là các bác nào hay đi ô tô này hoặc đi ngoài đường này, cần dùng một cái đèn có cái độ sáng là tương đối này và an toàn dùng để làm vũ khí nhá. Đấy, dùng gọi là các bác dùng để phòng thân đấy. Thế nên là em gọi nó là đèn gậy. Thì các bác có dùng rất tốt luôn này. Đấy, quánh đập này. Đấy, rất tiện ích nhá. Giá thì chỉ có cho các bác là 140.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là đèn gậy nhá. Đèn gậy 140k cho một con đèn gậy như này, rất tiện ích luôn này. Lên cho em là đèn gậy thì giá sẽ là 140.000 các bác nhá. Rồi ok. Nay thì bên shop lại tiếp tục về các mã hàng thì em lại lên video gửi tới các bác nhá. Mã đầu tiên em lên cho bác trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho các bác cái ổ đúc cao su nhá. Ổ đúc cao su thì bên shop về nó sẽ có cho các bác là phích cắm này, ổ đúc này. Đấy, và có dòng 3 chân và dòng 5 chân. Đấy, đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Và nếu mà dưới 200 thì các bác lưu ý cộng thêm cho em 30.000 để ship nữa. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin, tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc cùng nhận hàng. Đó, thì đây nó sẽ là có cái dòng ổ 3 chân, ổ 5 chân như này nhá. Đấy, ổ 3 chân, ổ 5 chân đều có đèn báo hết cho các bác luôn. 3 chân, 5 chân đều có đèn báo hết, rất là tiện ích luôn các bác nhá. Đấy, rất tiện ích cho các bác luôn. 3 chân, 5 chân có đèn báo hết như này. Đấy. À xin lỗi các bác, là con 3 chân thì sẽ có đèn báo nhá, và con 5 chân thì không có đèn báo này. Ưu điểm của nó thì nó sẽ là bằng cao su non các bác, bằng cao su non như này. Bên trong của nó thì 100% là lá đồng hết nhá. Đấy, đồng đỏ au luôn, đồng đỏ au luôn. Đó, thì cái giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 50k cho cái ổ đúc cao su non như này nhá. Lên cho em là ổ đúc cao su non, giá sẽ là 50.000 các bác, 50.000. Còn cái phích cắm này thì sẽ là 20k trong cái phích cắm như này nhá. Đấy, nếu các bác mua cái phích cắm này thì giá sẽ là 20.000 trong cái phích cắm như này. Thì con này nó rất là tiện để các bác có thể dùng để mình gọi là sử dụng trực tiếp được luôn, và nó rất là an toàn nhá, rất an toàn này các bác này. Đấy. Lên cho em là ổ đúc cao su non nhá. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái đèn xoay nhá. Các bác lên cho em là đèn xoay. Con này thì các bác chỉ cần là cắm điện vào cho em là xong, cắm trực tiếp điện 220 vào đây, rất là tiện luôn, có ổ cắm như này. Đấy, về nhà các bác chỉ cần cắm trực tiếp vào là nó xoay rất là đẹp luôn. Và cái giá thì chỉ có 60k trong con đèn xoay này thôi. Đấy, đây các bác này. Đấy, cắm điện vào là nó sẽ xoay như này, rất là đẹp này. Đấy, các bác có thể chiếu gần, chiếu xa này, chiếu xuống đất này. Rất là đẹp luôn các bác thấy không? Đây. Đấy, cho pha ra thì nó lại rộng ra như này. Rất đẹp luôn. Đấy, một con đèn xoay như này. Và mình cứ để này là nó xoay thôi. Các bác cắm trực tiếp điện vào cho em. Đấy, có thể xoay lên trần hoặc là xoay xuống đất như này. Rất đẹp nhá. Giá thì chỉ có 60.000 thôi. Lên mã giúp cho em là đèn xoay nhá, đèn xoay. Giá sẽ là 60k cho một chiếc đèn xoay như này, rất tiện ích luôn nhá. 60k một chiếc nhá. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái đèn đèn ngủ đuổi muỗi nhá. Đấy, con này thì giá của nó sẽ là 45.000 cho một con đèn ngủ đuổi muỗi như này. Các bác cứ cắm điện trực tiếp vào cho em và có hai công tắc như này, các bác chỉ cần nhấp này là xong. Đó, chức năng chính của nó là đuổi muỗi, rất là tốt luôn. Giá thì sẽ là 45.000 cho một con đèn ngủ đuổi muỗi như này. Đấy, rất tiện ích cho các bác sử dụng luôn, 45k. Đó. Tiếp theo thì hôm nay bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái thuốc trị long ben hắc lào nhá, long ben hắc lào. Giá sẽ là 25.000 cho một típ long ben hắc lào như này các này. Các bác dùng con này thì cực kỳ là mê ly luôn các bác. Đấy. Bác nào đang bị long ben hắc lào rồi nấm ngứa thì dùng con này cho em, rất là tốt luôn. Đó. Bôi vào thì nó dịu mát và giúp cho các bác. Bác nào đang bị long ben hắc lào bôi nó rất là tốt. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 25.000 cho một lọ long ben hắc lào này thôi. Dùng thì khá là tiện ích luôn và rất là hợp lý để cho các bác sử dụng khi mà mình bị các bệnh ngoài da như là long ben hắc lào hoặc nấm ngứa thì dùng con này cho em đều ok hết nhá. Giá của nó sẽ là 25.000 cho một kia cho một cái hộp như này các bác nhá. Đấy, cho một hộp long ben hắc lào này. Thị trấn Vôi, Lạng Giang, Bắc Giang. Rồi ok bác nhá. Dạ.
Hello các bác nha, đơn hàng từ 200.000 trở lên là bên em sẽ bao ship các bạn, rất đơn giản mà thôi. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Tránh việc không nhận hàng. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhé. Đây, các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ này. Đơn hàng từ 200.000 trở lên là bên em đã bao ship rồi. Rất là đơn giản mới thôi các bác nhá. Đó. Thì các bác cũng xem và cân nhắc trước khi mua hàng các bác nhá. Mã sản phẩm đầu tiên, đó là bên shop về cho bác một cái mã rất là xịn sò luôn, bao gồm cho các bác là 1 2 3 4 5 6 cái xìa và 6 đôi đũa nhá. Đấy, 6 xìa, 6 đôi đũa luôn. Đấy, hàng inox 304 nhá. Hàng su 304, bao gồm cho các bác là 6 xìa và 6 đũa như này. Đấy, combo cho các bác 6 xìa 6 đũa. Và giá thì hôm nay bên shop đang thanh lý gửi tới các bác cái giá siêu tốt luôn. Đấy, su 304 các bác này, su 304. Hàng bền bỉ chắc chắn, đẹp. Các bác có thể dùng nhà mình ăn cơm, ăn phở, ăn cháo này, hoặc dùng cho trẻ em rất là ok nhá. Đấy, xìa cũng đẹp, dây dẫn chắc chắn và đũa thì cũng rất là đẹp luôn. Đấy, combo cho các bác một cái hộp như này. Đấy. Thì các bác lên cho em là set đũa thìa nhá, set đũa thìa. Giá thì chỉ có cho các bác là 80k thôi. Lên cho em là set đũa thìa này. Set đũa thìa nhá. Đũa thìa. Giá sẽ là 80k nhá. 80k cho một cái hộp như này. Đấy, 80k cho một hộp như này, bao gồm cho các bác là 6 đôi đũa. 6 đôi đũa và 6 cái thìa như này các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái giá đỡ điện thoại nhá. Đây nó sẽ là một con giá đỡ như này. Và khi các bác nhận được hàng thì nó sẽ là gọn như này, gọn trong hộp này, sau đó thì về nhà các bác lắp vào cho em. Đấy, lên cho em là giá đỡ điện thoại này, giá đỡ điện thoại. Giá đỡ điện thoại, giá sẽ là 30k nhá. 30k cho một cái bộ giá đỡ điện thoại như này. Hàng nguyên đai nguyên kiện trong hộp như này. Về nhà các bác chỉ việc là lắp vào là mình sử dụng thôi. Nó rất là tiện ích luôn. Đó, lắp vào thì rất là đơn giản thôi. Đây, em sẽ lắp điện thoại thử cho bác xem này. Thì các bác có thể để theo kiểu là để dọc để ngang đều được cả nhá. Đấy, đây là em để theo kiểu dọc này. Đấy, hoặc các bác có thể xoay ngang như này cũng được nhá. Đấy, rất là ok luôn. Đấy, rất là ok ngon lành. Thì các bác có thể xem Facebook rồi lướt TikTok các thứ đều ok hết. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý luôn. Lên cho em là giá đỡ điện thoại, giá sẽ là 30.000. 30.000 thì cái giá đỡ điện thoại này coi nhá. Đấy, rất là tiện ích luôn. Thì hàng nguyên đai nguyên kiện trong hộp này rồi. Về nhà thì các bác lắp đặt và giúp cho em là xong rồi, rất tiện ích luôn. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái chai xịt RP7 nhá. Xịt RP7 như này. Giá thì sẽ là 50.000 cho một chai nhá. Dòng này của nó thì nó sẽ là xịt RP7 này. Đấy, chai lớn tặng thêm 50g nữa này. Đấy, thì con chai này của nó là dung tích là 350g này. Hàng này của nó thì sẽ là hàng của Australia nhá, Australia. Đấy. Thì nó sẽ có các cái công dụng là khởi động lại động cơ bị ẩm ướt này, nới lỏng các bộ phận bị rỉ sét này. Đấy, ngưng tiếng kêu phát ra từ cánh cửa, cánh tủ có thứ linh tinh này, rồi bảo vệ chống kim loại bị rỉ sét ăn mòn, rất là tiện ích cho các bác luôn. Hàng thì của Australia các bác này, đây. Australia các bác này. Đó. Giá thì bên shop đang để cho các bác cái giá đó là 50.000 nhá. Các bác lên cho em là xịt RP7 này. Đó. Xịt RP7 giá sẽ là 50k nhá. 50k cho một chai xịt RP7 các bác nhá. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái cốc tự khuấy nhá, cốc tự khuấy. Đấy, thì về nhà các bác lắp cho em cái quả pin con thỏ nhỏ vào đây các bác này. Đấy, lắp hai quả pin con thỏ nhỏ vào đây là mình sử dụng thôi. Đấy, thì cái này các bác có thể dùng để mình pha cà phê này, pha ngũ cốc này, rồi pha các cái loại hạt, pha trà các thứ. Đấy, thì cần phải nguấy thì các bác cho vào đây cho em. Đấy, su 304 nhá, rất đẹp, rất dày dẫn chắc chắn cho các bác luôn. Đó, thì nó sẽ tự nguấy cho các bác không cần phải dùng thìa nữa, nó mất công. Đó, lên cho em là cốc tự khuấy nhá, cốc tự khuấy. Đấy, cốc tự khuấy này. Cốc tự khuấy giá sẽ là 90k nhá, 90k cho cái cốc tự khuấy như này. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác một cái dòng sản phẩm đó là cái máy đo huyết áp nhá, máy đo huyết áp. Đấy. Con này thì chức năng là vừa đo huyết áp, đo nhịp tim rồi nói chung là đa di năng luôn. Đấy. Thì về nhà các bác chỉ cần lắp cái pin con thỏ nhỏ vào đây thôi. Đấy, các bác lắp cho em là 4 viên pin con thỏ nhỏ vào đây là xong. Đây, nó sử dụng 4 viên pin con thỏ loại nhỏ nhất đấy. Các bác lắp vào theo là xong. Đấy, thì con này thì chức năng của nó là đo nhịp tim, đo huyết áp. Đấy, thì bác nào hay bị nhịp tim, huyết áp các thứ thì các bác sử dụng con này cho em. Con này bây giờ nếu mà các bác có tí tuổi là nên mua để mình sử dụng nhá. Đấy. Bình thường nếu các bác ra ngoài cửa hàng người ta mua phải bán cho các bác là 350k cơ. Nhưng mà riêng bên shop bán cho các bác cái giá chỉ có 260k nhá. Và còn bao ship luôn, 260.000 và bao ship cho các bác. Lên cho em là máy đo huyết áp, đo nhịp tim nhá, máy đo huyết áp, đo nhịp tim. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái chảo chiên ngập dầu nhá. Đấy, đây nó sẽ là một cái chảo như này. Đấy, thì các bác có thể dùng để mình chiên các cái loại thực phẩm như là mình chiên gà này, đấy, rồi chiên cá này, rắn nem, rắn niếc đều ok hết nhá. Đấy, nó có tráng đá chống dính như này và chiên ngập dầu cho các bác luôn. Đấy, thì các bác chỉ cần là cho dầu vào đây, mình chiên rán xào nấu đều ok hết nhá. Giá thì chỉ có 100k thôi. Hàng thì nó sẽ là hàng nội địa của Nhật này, hàng nội địa của Nhật.
đường kính của nó là 20 cm nhé, 20 cm như này. Đấy, và hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp luôn, toàn chữ Nhật hết này. Lên mã giúp cho em đó là chảo ngập dầu nhé, chảo ngập dầu giá nó sẽ là 100.000. Đó, hàng nội địa của Nhật 100k cái chảo ngập dầu như này rất là tiện ích các bác nhé. Có thêm cho các bác một cái lưới như này thì khi các bác dùng thì nó rất là tiện đấy các bạn. Đấy, có thêm cái lưới như này. Đó. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái bộ khẩu 12 chi tiết này, bao gồm cho các bác là một tay công, một đầu khẩu và 10 đầu khẩu như này. 2 này, 4 này, 6 8 10 10 đầu khẩu, một tay công, một tay nối dài nhá. Đấy. Cái bộ này thì giá bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 100. Cái khẩu 12 này bao nhiêu đấy? Các bác lên cho em là khẩu 12 nhá. Đấy, khẩu 12 giá sẽ là 160k nhá. 160.000 thì cái bộ khẩu 12 như này. Đấy, một tay công, một tay nối dài. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái con hút thổi bụi bằng điện nhá, hút thổi bụi bằng điện. Con này thì nó sẽ là dòng siêu khỏe luôn. Đấy, có chức năng vừa hút vừa thổi được luôn. Đấy, vừa hút vừa thổi được luôn. Đấy, về nhà các bác cắm trực tiếp điện 220 vào cho em. Đấy là mình sử dụng thôi. Giá sẽ là 270.000. Đấy, có cả một đầu hút, một đầu thổi nhá. Đây, em sẽ test sản phẩm cho các bác xem luôn này. Đó, cho các bác xem trực quan luôn. Sử dụng điện 220V, máy chạy cực khỏe luôn. Đây con này. Được không? Đấy. Đấy, qua thấy chưa? Thổi này. Trực tiếp luôn nhá. Đấy. Đây. Đấy. Đó, bụi bẩn các bác thổi phát đi hết luôn này. Đấy, thấy chưa? Đó. Đây. Bụi bẩn mang nhện và nhiếc thổi phát đi hết luôn. Đó, đây. Đấy, thấy chưa? Đó. Rất sạch sẽ nhá. Đó, rất sạch sẽ luôn. Đấy. Con này thì công suất của nó rất là lớn luôn, thổi cực kỳ là mạnh nhá. Ngoài chức năng thổi thì nó còn có chức năng hút nữa. Đấy. Nếu các bác muốn hút thì các bác đảo cái chiều ống sang bên hông này cho em này. Đấy, xoáy cái ống này ra. Đảo sang đây thì nó sẽ là bên hút này. Đấy, hút này. Đấy, bật điện lên là nó sẽ hút thôi. Đó. Thì các bác lên cho em là hút thổi bụi nhá. Hút thổi bụi điện. Giá thì sẽ là 270.000. 270.000 cho cái mã hút thổi bụi điện như này. Và bên em đã bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Đấy. Nhận hàng các bác cắm trực tiếp điện 220 test thử cho em. Ok thì thanh toán các nhá. Con này thì công suất của nó cực kỳ lớn luôn. Đấy, lên cho em là hút thổi bụi điện này. Hút thổi bụi điện nhá. Thổi bụi. Đấy, điện giá sẽ là 270.000 nhá. 270k. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái kem đánh răng của Hàn Quốc nhá. Kem đánh răng của Hàn Quốc. Đấy, con này thì hàng chuyên làm trắng răng. Đấy, tỷ lệ làm trắng răng của nó lên tới 93% luôn. Đấy, 93% tỷ lệ làm trắng răng nhá. Thoải mái cho các bác sử dụng luôn. Hàng made in Korea con này, made in Korea. Hàng nội địa của Hàn Quốc, hẳn hoi cho các bác luôn nhá. Đó, chuyên làm trắng răng, tỷ lệ làm trắng răng lên tới 93%. Hàng này của nó thì nó sẽ thị phần bán của nó là số 1 trên thế giới luôn. Đấy, dòng này của nó là siêu làm trắng răng luôn, made in Korea. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 40k nhá. 40k cho một lọ kem đánh răng Hàn Quốc như này. Lên cho em là kem đánh răng Hàn Quốc 40.000, dung tích của nó là 120g nhá, 120g. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái cặp lồng điện nhá, cặp lồng điện. Đấy, lô này về thì nó lại có cả xìa. Đấy, lô trước thì không có xìa nhá. Đấy thì nó hàng về tùy theo lô thì các bác thông cảm thôi. Đấy, sẽ có một thìa một đũa như này. Có lô không có nhá. Đấy, có lô thì nó sẽ không có kèm. Đấy, tiếp theo là nó sẽ có cho các bác là hai ngăn này. Mỗi ngăn này thì sẽ có cho các bác là hai cái ô này, mỗi cái ô này là nửa lít nhá. Tổng thì các bác sẽ có cho em là 2 lít nhá. Đấy. Có dây cáp điện các thứ đàng hoàng nhá, dây cáp điện các thứ đây. Đấy, và đây nó sẽ là một cái mâm như này. Một cái mâm như này thì các bác đun nó nóng rất là nhanh và các bác có thể dùng để nấu cơm nước đều ok hết nhá. Đấy, công tắc của nó đây. Đấy, công tắc ở đây. Con này thì giá chỉ có 180 cành thôi. 180 cành thôi. Các bác có thể dùng để mình nấu cơm này, hấp đồ ăn sống, đồ ăn chín đều ok hết nhá. Đấy. Đồ ăn sống, đồ ăn chín thì các bác đưa vào đây hấp cho em. Đây. Hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp nhá. Đây, hàng nội địa của Nhật này. Đấy, từ cái âu yếc của nó này, rất chất lượng luôn, nắp của nó thì rất là khít nhá. Đấy, các bác dùng để đựng cơm, đựng canh, thực phẩm thức ăn rất là ok. Đấy, những cái âu này của nó là hàng nội địa của Nhật này. Đẹp sáng bóng luôn. Đây. Đấy, toàn bộ chữ Nhật hết các bác này. Đây, toàn bộ chữ Nhật hết này. Giá thì chỉ có cho các bác là 180.000 thôi. Bên mã giúp kia là cặp lồng điện nhá. Mình dùng để mình đun nấu cơm này. Đấy, rồi là đựng thực phẩm, đựng thức ăn rất là ok. Đấy, hấp đồ ăn các thứ nhá. Lên cho em là cặp lồng điện nhá. Đấy, cặp lồng điện này. Cặp lồng điện giá sẽ là 180k nhá. 180.000 cái cặp lồng điện như này. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái thước rút tự hãm nhá. Đấy, thước rút tự hãm. Thì bên shop về số lượng và giá rất tốt cho các bác luôn. Có dòng là 5m, 7m rưỡi và 10 5m, 7m rưỡi và 10m nhá. Đấy, có 3 dòng cho các bác luôn. Hàng này sẽ là hàng nội địa của Nhật này. Đấy, hàng nội địa của Nhật. Cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Đây, Japan này. Đó. 7m rưỡi này. Rút ra nó tự hãm này, rút ra tự hãm rất là tiện luôn. Thả nó vào này. Đấy, rất tiện nhá. Đó. Đây, có dòng là 5m này. Đây 5m đây. Đấy. Thì 5m sẽ là 40.000, 7m rưỡi là 50.000 và 10m thì sẽ là
10m thì sẽ là 60.000 các bác nhá. Rồi ok. Hello, chào các bác, quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Hôm nay thì bên em lại cập nhật các mã hàng đồ kim khí rất là đẹp để trân trọng gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng tránh việc không nhận hàng. Đấy thì vít cân ký bên shop lại về nhá. Rồi thước rút tự hãm này, thước rút tự hãm hàng nội địa của Nhật lại về số lượng cho anh em và các bác luôn. Rồi kìm đa năng, đá cắt các thứ lại về đầy shop để phục vụ anh em nhá. Anh em xem kênh thì đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em đã bao ship rồi. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Mã sản phẩm đầu tiên vẫn là vít cân ký anh em. Đấy thì đây là các cái loại vít của bên em này. Thì bên em khi mà bên em gửi cho các bác thì sẽ là đầy đủ cho các bác luôn. To nhỏ lớn bé mẹ con dẹt dẹt múi đều đủ cả cho các bác nhá. Đấy, cơ bản nó sẽ là như này các bác này. Đấy. Cơ bản nó sẽ là như này để cho các bác lựa chọn này. Đấy. Thì bên em sẽ gửi theo theo combo. Đấy thì một mớ của nó. Bên em sẽ bán theo cân. Đấy, một cân của nó thì vào khoảng từ 7 đến 10 chiếc nhá. Đấy. Một cân của nó thì khoảng từ 7 đến 10 chiếc các bác. Đấy, đây, một cân của nó đây này. Đấy. Một cân của nó thì khá là nhiều luôn. Đấy, một cân của nó đây. To nhỏ lớn bé mẹ con đầy đủ cả các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhá. Đấy. Đây qua đây. Đấy. Một cân của nó này. Đấy. Từ 7 đến 10 cái nhá. Hàng vít bãi Nhật cực kỳ là đẹp cho anh em luôn. Đó, từ 7 đến 10 chiếc cho anh em. Đó, rất là nhiều luôn. Thì bên shop sẽ bốc ngẫu nhiên cho các bác nhá. Có những cái nó sẽ thi thoảng có những cái đơn thì nó sẽ có những cái to này thì các bác thông cảm thôi. Tại vì là hàng bãi thì các bác thông cảm tại vì nó sẽ có những cái to cái nhỏ nhưng mà đầy đủ combo cho các bác luôn. Một cân như này. Đấy. Một cân này thì giá chỉ có 110.000 thôi. 110.000 cho một cân như này các bác nhá. Đấy, 110.000 cho một cân như này. To nhỏ lớn bé đầy đủ cho các bác luôn nhá. Đấy, đây các bác. Đấy. 110.000 cho một cân như này đây, một cân như con này. Đấy. Sẽ có cái to, cái nhỏ, cái lớn, cái bé, cái mẹ, cái con. Đấy, tại vì các bác thông cảm tại vì là hàng cân ký thì không thể tránh khỏi được các bác nhá. Đấy. Hàng cân ký thì cũng không thể tránh khỏi được. Đó. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Lên mã giúp cho em đó là vít cân ký nhá. Đấy, vít cân ký. Các bác lên cho em đó là vít cân nhá. Đấy, vít cân này, đó. Vít cân thì một cân của nó 1 kg sẽ là 110k nhá, 110.000. 110.000 cho 1 kg và các bác mua 0,5 kg thì giá của nó sẽ là 60k nhá, 60.000. Đấy, 60.000 cho nửa cân và một cân là 110.000 nhá. Một cân là 110.000, giá cực kỳ tốt cho các bác luôn. Đấy, thì hàng như trên video em đã gửi tới các bác nhá. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là đá cắt sắt inox nhá. Đấy, đây các bác lên cho em là lưỡi cắt sắt inox. Một hộp này của nó thì sẽ bao gồm cho các bác là một hộp này của nó sẽ là 100 lưỡi nhá. Một hộp này là 100 lưỡi, hàng thì của thương hiệu Guda của Nhật này. Đấy, hàng thương hiệu Guda của Nhật đây. Đấy, hàng thương hiệu Guda của Nhật. Dòng này thì nó sẽ là một dòng lưỡi cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Một dòng lưỡi cực kỳ chất lượng mà cái giá thì bên shop cũng đang phân phối gửi tới quý các bác anh chị cái giá cực kỳ là tốt luôn. Đây. Đấy, đây là cái thông số của nó các bác này, thông số của nó này. Đấy. 107 nhân với lại 1.2 nhân với 16 mm nhá. Đấy. Hàng của thương hiệu Guda nhá. Đây các bác này. Hàng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đó, hàng này thì mên lưỡi rất là dày nhá. Mên lưỡi rất là dày thì khi mà các bác sử dụng thì cực kỳ là tuyệt vời luôn. Đó, mên lưỡi rất là dày khi các bác sử dụng thì không lo bị gọi là vỡ, và vỡ thì nó không sợ bị nó bắn vào mặt nha, tại vì cái mên lưỡi nó dày thì vỡ nó chỉ mủn thôi. Đó, cho nên các bác dùng cực kỳ yên tâm luôn. Hàng thương hiệu Guda, 107 x 1.2 nhân với lại 16 mm nhá. Con này thì các bác lên giá giúp cho em đó là lưỡi cắt sắt inox nhá. Lưỡi cắt sắt inox thì bên shop sẽ bán theo combo. Đấy, bên shop sẽ bán theo combo từ 5 cái trở lên. 5 cái là bằng 35.000 nhá. Đấy. 5 cái. 5 cái là 35k. Đấy, 5 cái 35.000. Bên em bán thấp nhất là 5 lưỡi là 35.000 nhá. Đấy. Còn một cái vỉ này của nó này. Đấy, một cái vỉ này của nó là 25 lưỡi này. 25 lưỡi thì sẽ là 130.000. 25 lưỡi là 130k nhá. 130k. Đó. Còn các bác mua 100 lưỡi, 100 lưỡi thì mua 50 lưỡi, 100 thì sẽ là 380 nhá. 380k. 100 lưỡi là 380.000, còn mua 50 lưỡi thì sẩy là 230.000. 230.000. Đó.
50 lưỡi thì sẽ là 230.000. Đấy, 100 lưỡi thì sẽ là 380.000, còn 25 lưỡi là 130. Đấy, thì nếu như các bác mua hai dây như này là 50 lưỡi này, hai dây này là 50 lưỡi thì sẽ là 230.000 nhá. 50 lưỡi thì sẽ là bằng 230k. Đó, và bao ship cho các bác luôn. Còn mua 1 vỉ như này thì sẽ là 25 lưỡi là 130.000 nhá, 130.000. Và bán lẻ thì bên em bán từ 5 lưỡi trở lên. Đấy, không bán dưới 5 lưỡi nhá. Còn các bác mua cả hộp như này là 100 lưỡi này. Đấy, 100 lưỡi. Giá thì sẽ là 380k nhá. 380.000 cho 100 lưỡi. Đấy. Dòng này thì cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đó, đây, chất lượng nhá. Mền lưỡi dày cắt cực là ngon luôn. Đá thì nó sẽ chia ra làm 3 phân khúc nhá. Đá đỏ này, đá vàng này và đá xanh. Đá xanh là rẻ nhất và đá đỏ là đắt nhất các bác nhá. Sản phẩm tiếp theo đó là cái dòng thước rút tự hãm nhá. Đấy, thước rút tự hãm thì bên shop lại về số lượng cho các bác. Nó sẽ có cho các bác là dòng 5m, 7m rưỡi và 10m nhá. 5m, 7m rưỡi và 10m. Đấy, 5m, 7m rưỡi và 10m. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Đây. 5m, 7m rưỡi và 10m này. Đấy. Đây, đây cái này là 10m này. Cái này là 7m rưỡi này. Và cái này là 5m này. Đấy, và cái này là 5m này. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ là tốt luôn. Đấy, giá rất là tốt luôn. Lên mã giúp cho em đó là thước rút tự hãm nhá. Hàng nội địa của Nhật này, Japan quá này. Đấy. Dòng này ưu điểm của nó là nó thiết kế rất là thông minh luôn. Đấy, người Nhật người ta thiết kế cái gì nó cũng rất là thông minh. Đấy, rút ra nó tự hãm, còn các bác thả này nó lại vào này. Đấy, rút ra nó tự hãm này. Thì khi mình đo đạc nó rất là tiện nhá. Đấy, đo đạc rất là tiện luôn. Bản lưỡi thì rất là to nhá. Đấy. Đấy, các bác cứ xả này là nó vào này, rất là tiện nhá. Thì khi mà các bác sử dụng nó tiện lắm. Đấy, các bác thấy không? Đây. Đấy, rút ra nó vào này, rất là tiện luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là theo từng loại các bác nhé, theo từng loại cho các bác luôn. Đấy, theo từng loại cho các bác luôn. Đó, giá rất là tốt cho các bác luôn. Thì nó sẽ có theo loại như sau. 5m này, 5m thì sẽ là bằng 40k này. Đấy, 5m bằng 40.000. 5m là 40.000 nhá. Đấy. 7,5m này, 7,5m thì sẽ là 50k nhá, 50k. Đấy, và 10m thì sẽ là 60k. Đấy, giá rất hợp lý này. Chỉ lệch nhau có 10.000 thôi. Đấy, 5m là 40.000, 7m rưỡi là 50.000 và 10m là 60.000 nhá. Đấy, đây. 5m này. Đấy, còn 5m các bác nhá. Đấy, còn 5m này. Đấy. 5m này sẽ là 40.000 nhá, 40.000 này. 7m rưỡi này sẽ là 50.000 này. 50.000 cho một cái thước rút như này. Đấy, các bác chả đi đâu mà mua được cái thước giá hợp lý này đâu. 10m này, giá chỉ có 60.000 cho cái thước 10m này thôi nhá. 60.000 nhá. Đấy, rất hợp lý cho các bác luôn. Đó. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái mẫu kìm đó là con này thì nó về thì nó sẽ là về 3 màu như này, nhưng mà bên em lên tên nó thì sẽ là kìm đỏ nhá. Đấy. Về thì nó sẽ là về 3 màu, nhưng mà bên em lên tên thì vẫn lên tên là kìm đỏ nhá, kìm đỏ. Đấy. Thì ở đây nó sẽ 3 màu như này, nhưng mà bên shop sẽ lên tên nó là kìm đỏ nhá. Đấy, kìm đỏ đa năng. Đấy, đây nó sẽ là một con kìm đa năng rất là tiện luôn. Đấy. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá chỉ có 100k thôi. Ở đây thì nó sẽ là thép CRV, hàng nội địa của Nhật nhá. Đấy, hàng nội địa của Nhật đây, chữ Nhật đây các bác này. Đấy. Hàng nội địa của Nhật, chữ Nhật hết nhá. Và ở đây nó sẽ có cho các bác là một là tuốt dây này, hai là bấm cốt này, ba là cắt dây này, bốn là xoắn ốc này. Đấy, năm là vặn này. Đấy, và 6 là xoắn dây buộc dây này, rất là tiện cho các bác luôn. Một con kìm đa năng. Đấy, có tới 5-6 chức năng như này. Và lò xo chữ V nhá. Luôn luôn là trạng thái đẩy ra như này thì các bác dùng nó rất là sướng, không cần phải lấy tay để đẩy mà mình chỉ cần bóp vào này thôi, còn tự nó đẩy ra. Đó, và đây nó sẽ là một con kìm đa di năng cực kỳ tiện lợi cho các bác luôn. Và cái giá thì bên shop đang thanh lý gửi tới các bác cái giá cực kỳ là yêu thương luôn. Lên mã giúp cho em đó là kìm đỏ nhá. Đấy, nó về 3 màu nhưng bên em lên nó là kìm đỏ. Kìm đỏ, giá sẽ là 100k thôi. 100k cho một con kìm đỏ như này nhá. Đấy. Đây, nó sẽ có 3 màu như này, nhưng mà em lên tên thì tên nó là kìm đỏ. Và cái giá thì sẽ là 100.000 cho một chiếc như này. Khi bên em gửi thì sẽ là gửi màu ngẫu nhiên cho các bác luôn. Đấy, gửi màu ngẫu nhiên cho các bác luôn nhá. 100k cho một chiếc như này thôi. Con này thì siêu tiện dụng để cho các bác sử dụng luôn. Và cái giá thì bên shop cũng đang trân trọng gửi tới. Cứ các bác anh chị cái giá cực kỳ là ưu đãi luôn. Đó. Thì các bác mua hàng thì có thể liên hệ tới các số hotline của bên em đây các bác nhé. Đấy, lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin, tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship. Và cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc không nhận hàng. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em đã bao ship nhé. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin, tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship. Và cũng cân nhắc cho em để tránh cái việc là hàng gửi đến các bác không nhận hàng. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là cái vòi xoay 360 độ nhé. Đấy, vòi xoay hay vòi bạc ấy? Vòi bạc nhá. Đấy, còn vòi bạc và nó xoay được 360 độ. Đấy, xoay 360 độ luôn các bác nhá. Đấy, xoay 360 độ đảo chiều như này.
Con này thì chất liệu của nó là bằng hợp kim nhá, bằng hợp kim. Về nhà thì các bác chỉ cần kết nối cái đầu này vào cái đầu vòi nước nhà mình cho em thì dùng nó rất là tiện. Đấy. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 80k nhá, 80k cho một cái vòi như này. Rất tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Lên mã giúp cho em đó là vòi bạc nhá, vòi bạc. Giá sẽ là 80.000. Con này thì dùng rất là tiện ích luôn. Các bác có thể dùng để mình lắp vào các cái đầu vòi nước nhá. Vòi bạc này, giá sẽ là 80k. Con này thì các bác có thể xoay đảo hướng các kiểu con này đều được luôn. Đây các bác này. Chất liệu inox. Đấy, lắp vào rất là dễ nha các bác nhá. Đấy, lắp vào này. Xoay đảo hướng, đảo chiều các kiểu con này đều được luôn. Đó, các bác có thể dùng để gội đầu này, tắm rửa này, rồi vệ sinh này. Đấy, rất là dễ nhá. Đánh răng rửa mặt ok hết các bác này. Đấy, chỉ cần xoáy vào cho em là xong, kết nối vào. Rất là tiện luôn. Lắc lên lắc xuống, đảo chiều đảo hướng tùy ý nhá. Đấy, có chế độ nước một vòi và nước hoa sen này, rất là tiện ích luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là 80k thôi. Đấy, tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái mẫu đồng hồ T8 nhá, đồng hồ T8. Đấy, đây nó sẽ là một con đồng hồ và giá chỉ có 170.000 thôi. Có dây bằng cao su này. Đấy, có đế sạc nhá, có đế sạc và nó có hai cái chân này. Về nhà các bác để cái đế sạc nó chạm đúng vào hai cái chân đồng này cho em là nó sẽ bắt pin nhá. Đấy, và con này thì chất liệu của nó là bằng hợp kim nhá, bằng hợp kim. Đấy, có cái nút nguồn ở đây, về nhà các bác bật nguồn lên cho em. Con này thì có chức năng là thứ nhất là đồng hồ này, thứ hai là đo nhịp tim, đo huyết áp các kiểu con này đều luôn và rất là nhiều chức năng khác nữa. Thì con này nó hết pin rồi, về nhà các bác cứ sạc pin vào cho em. Lỗi một đổi một trong vòng 10 ngày các bác yên tâm sử dụng nhá. Lên cho em là đồng hồ T8 này. Đồng hồ T8 giá sẽ là 170k nhá, 170.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái mã sản phẩm đó là cái đồng hồ LED nhá. Đấy, đây nó sẽ là con đồng hồ để bàn bằng LED thế này. Chiều dài của nó thì vào khoảng là 12 đến 15 cm và chiều rộng, chiều cao của nó thì vào khoảng là 4-5 cm nhá. Đấy, nó sẽ là một con đồng hồ như này. Về nhà thì các bác có thể lắp pin hoặc là cắm cáp trực tiếp. Khi cắm trực tiếp thì các bác cắm vào ấy cho em, cắm vào cái củ sạc điện thoại nhà mình cho em. Giá sẽ là 140.000 cho một em đồng hồ LED thế này. Em này thì hàng đẹp, tiện ích. Đấy. Và khi nó hiển thị thì nó sẽ hiển thị như trên hình như này. Thì chức năng các bác có thể vừa dùng làm đèn ngủ, vừa làm đồng hồ được luôn. Đó. Lên cho em là đồng hồ LED nhá. Đồng hồ LED giá sẽ là 140k nhá. 140.000 cái đồng hồ LED như này. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái đèn học chống cận các bác nhá. Đây nó sẽ là một con đèn học có chức năng là chống cận cho các bác luôn. Đó, đèn học chống cận các bác này. Thì các bác dùng thì mình đấy, các bác dùng thì mình khi mà mình cho các em học nhá. Đấy. Con này thì nó là dòng tích điện các bạn, dòng tích điện thì dùng nó rất là tiện ích này. Đấy. Nó sẽ có 3 chế độ sáng trắng, sáng vàng và trung tính nhá. Đấy, đây các bác này. Rất sáng luôn. Các bác có thể xoay ra xoay vào như này. Và ưu điểm của con này là chống cận thì các bác có thể dùng để mình đọc sách này, học hành rất là tiện ích luôn. 1 2 3. Đấy, nó có rất nhiều chế độ sáng khác nhau. Thì tùy theo mắt mình cảm ứng vào cái chế độ nào thì các bác ấy. Và có một cái khay bút đây thì các bác lắp cái khay bút vào đây cho em này. Đấy, lắp cái khay bút vào đây nữa. Đó, thì các bác nhận hàng các bác lắp cái khay bút này vào đây. Đấy, thì nó vừa là giữ cứng cho cái này và vừa là giúp cho các bác là đựng bút đựng sách vào đây rất là tiện nhá. Đấy, lên cho em là đèn học chống cận nhá. Giá thì chỉ có 100.000 thôi. Đấy, giá 100.000 thôi. Con này thì về nhà các bác dùng là chức năng là các bác phải sạc pin nhá. Đấy, các bác phải sạc pin đi nha. Đâu pin. Đấy. Lên cho em là đèn học chống cận này. Lên cho em là đèn học chống cận nhá. Đấy, đèn học chống cận này. Đó. Giá sẽ là 100k nhá. 100.000 cho con đèn học chống cận như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái sạc béo nhá. Sạc béo. Giá thì sẽ là 50.000 cho một con sạc như này. Chiều dài của nó thì vào khoảng là 90 cm đến 1 m, hàng về theo lô. Có lô thì 90, có lô thì 95, có lô thì 1 m. Có 3 đầu sạc nhá, Samsung, iPhone rồi Type C đầy đủ cho các bác luôn. Và sẽ có cho các bác là một cái chân cắm vào USB hoặc củ sạc điện thoại nhà mình. Đấy, như này. Giá thì bên shop đang trân trọng gửi tới quý cô bác anh chị cái giá cực kỳ hạt rẻ luôn. Chỉ có cho bác là 50k thôi. Chiều dài khoảng 1 m nhá, lên cho em là sạc béo này. Đấy, đầu dây cực kỳ là to luôn. Đây, các bác trông ngón tay út của em này. Đấy, rất to luôn nhá. 50.000. Tiếp theo thì em lên cho bác đó là cái các bác lên cho em đó là cái sạc nhanh iPhone nhá. Đấy, sạc nhanh iPhone thì sẽ bao gồm cho các bác là một cái củ sạc và một đoạn cáp dây như này. Đấy, chuyên dùng cho điện thoại iPhone. Dòng này của nó sẽ là iPhone 14 Pro Max nhá, iPhone 14 Pro Max. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là một cái bộ sạc nhanh iPhone như này. Giá chỉ có cho các bác là 60.000 thôi. Lên cho em đó là sạc nhanh iPhone nhá. Đó.
sạc nhanh iPhone, sạc nhanh iPhone giá sẽ là 60k cho cái bộ sạc nhanh iPhone như này đó. Tiếp theo là cái củ sạc đa năng nhá. Đấy, dòng này cũng là của iPhone 14 Pro Max, sẽ là một cái củ sạc có đầu dây cắm như này, dây dài khoảng 1m này đó, đây. Và dòng này của nó thì nó sẽ có cho các bác là hai chân sạc nhanh Type-C và hai chân sạc nhanh của USB đó, thì nó sẽ là một cái củ sạc như này, thì các bác dùng để mình cắm dây sạc vào, thì các bác có thể mua cái dây sạc béo cái mình sử dụng, hoặc là nhà các bác có dây rồi thì mình cắm trực tiếp vào. Nhưng mà dòng này thì nó rất là nhiều chân nhá, có cho các bác là 4 chân luôn, hai chân Type-C và hai chân thường. Hàng này cũng là của iPhone 14 Pro Max nhá, giá thì chỉ có cho các bác là 80.000 thôi. Lên cho em là củ sạc iPhone nhá, củ sạc đa năng nhá, lên cho em là củ sạc đa năng này, củ sạc đa năng, củ sạc đa năng giá sẽ là 80k nhá. Còn con kia nó là dây sạc sạc nhanh iPhone, con này là củ sạc đa năng 80.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác một sản phẩm, đó là cái máy xay khô nhá, máy xay khô. Thì đây nó sẽ là một con máy xay rất là tiện ích như này các bác này. Đấy. Con này thì về nhà các bác cắm trực tiếp điện 220 cho em. Đấy, hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp nhá. Đấy, công tắc của nó thì ở đây các bác này. Nhấn này là công tắc nó sẽ chạy các bác này. Đấy, sẽ chạy. Và trong này của nó thì có bốn cái lưỡi như này. Thì các bác có thể dùng để xay cà phê, xay ngũ cốc, xay tiêu, xay điều, xay các loại hạt đều ok hết nhá. Đấy, cà phê, ngũ cốc, tiêu, điều đều ok hết. Các loại hạt đều ok hết đây. Đấy, công suất 250W, điện 220V, 50Hz nhá. Xay cà phê, xay ngô, xay tiêu, xay điều ok hết. 120.000. Lên thì em là máy xay khô, máy xay khô 120k nhá. 120k cho con máy xay khô như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm, đó là cái Eto, hàng thương hiệu Asahi nội địa của Nhật nhá. Đấy. Các bác lên mã giúp cho em đó là Eto nhá. Thì một con Eto như này bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 180.000 thôi. Hàng của Nhật, tem nhôm đàng hoàng này, Asahi này. Đấy, 180k. Con này thì độ mở của nó là 5cm nhá. Độ mở của nó là 5cm. Thì các bác làm thợ cơ khí thì bắt buộc phải có con này, dùng nó rất là tiện này. Đấy, độ mở của nó là 5cm nhá. Ngoài ra thì nó sẽ có cho các bác là cái chân kẹp ở bàn đây. Có cái chân kẹp ở bàn như này thì các bác có thể dùng để mình kẹp vào bàn như này rất là tiện. Lên mã giúp cho em đó là Eto nhá. Eto này. Eto 180k nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm, đó là cái dao của Nhật nhá, dao Nhật. Thì các bác lên mã giúp cho em đó là dao vân gỗ nhá, dao vân gỗ. Con này thì giá chỉ có 120.000 thôi. Đợt này về cho bác giá tốt luôn. Đấy, Seki Japan, made in Japan cho bác này. Chiều dài của nó thì vào khoảng là gần 30cm nhá. Dòng này thì siêu bén luôn, để em thử test dọc giấy này xem nhá. Đấy, rất là bén quá này. Đấy, các bác thấy chưa? Một cái loại giấy bóng gọi là giấy bóng siêu dai như này mà nó còn dọc được nhá. Thì các cái loại giấy thường thì không nói làm gì đâu nhá. Đấy, giấy bóng siêu dai này còn dọc được. Đấy, con này thì giá bên shop đang trân trọng gửi tới các bác chỉ có 120.000 thôi. Đấy, hàng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn, khâu đầu khâu đuôi hết này. Đấy, cán gỗ khâu đầu khâu đuôi hết, dùng thì siêu bén cho các bác luôn, từ 3 đến 5 năm không phải mài. Đấy, lên mã giúp cho em đó là dao vân gỗ nhá, dao vân gỗ này. Giá chỉ có cho các bác là 120k thôi, 120.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm, đó là cái kìm FO nhá. Qua lên cho em là kìm FO này. Đấy, kìm bạc FO, nó màu bạc như này. Đấy, lên cho em là kìm bạc FO nhá. Con này thì có chức năng thứ nhất là tuốt dây này, bấm cốt, cắt dây rồi vặn ốc rồi xoắn dây cái thứ đầy đủ cho bác luôn. Dài thì nó sẽ là vào khoảng là 21cm. Hàng thì 22cm và hàng của Nhật Japan đây. Đấy, các bác lên cho em là kìm bạc FO. Giá thì chỉ có cho các bác là 180.000 nhá. 180.000, hàng của thương hiệu Fukuoka đây. Đấy. Đây. Fukuoka các bác này. Đấy. Lên cho em là kìm bạc FO. Kìm bạc này, đó, kìm bạc FO 180k nhá. 180.000 cái mã kìm bạc FO như này. Đấy, giá rất là tốt cho các bác luôn. Rồi, ok.